Có một cậu bé tại Gia Lai, cậu bé này mới vừa 13 tuổi. Trong thời gian vừa qua, cậu có viết những cái tờ giấy A4 đó anh chị. Trên cái tờ giấy A4, cậu ấy có ghi cái nội dung rằng là Formosa Get Out. Thì khi cậu ghi Formosa Get Out và cậu làm những cái chương trình livestream, anh chị biết rằng là mới có 13 tuổi thôi. Thì Dương thấy được cậu bé này làm livestream khoảng đâu 2-3 lần gì đó anh chị, thì bị bắt đưa vô trong trại giáo dưỡng. Thì Dương thấy một thời gian dài Dương không thấy cậu này online nữa, tại vì công việc cũng nhiều quá cho nên là Dương cũng không có hỏi thăm. Dương cũng có nhắn tin nhiều lắm nhưng mà thấy cậu ấy không có trả lời lại anh chị. Thì ngày hôm nay lên Facebook thì Dương mới thấy rằng là cậu ấy nói rằng cậu ấy bị bắt đi vô trong trại giáo dưỡng tại Việt Nam, mới có 13 tuổi thôi mà bị bắt đưa vô trong trại giáo dưỡng bởi vì nêu lên những cái chính kiến của mình về những cái vấn nạn xã hội. Tại vì cậu bé này 13 tuổi mà cậu ý thức được rằng là ngày hôm nay cậu phải lên tiếng để cho đòi hỏi lại một cái môi trường biển trong sạch để cậu có con cá biển nó an toàn, nó không bị độc hại để cậu ăn cho gia đình cha mẹ và em út của cậu này ăn. Nhưng mà cộng sản cũng bắt cái cậu bé 13 tuổi này đi đưa vô trong trại giáo dưỡng luôn chị, và cũng bắt cậu bé này hỏi là vì sao mà lên tiếng phản đối Formosa. Cậu bé này tại Gia Lai đó anh chị, tại Gia Lai nha. Thì cậu bé mới nói rằng là tại vì Formosa giết hại môi trường biển, Formosa làm cho cá chết, làm cho cái môi trường sinh thái đó không còn trong sạch nữa và người dân ở đó không có còn đánh bắt cá được, họ không thể làm nghề đánh bắt cá được. Cho nên tôi là một công dân Việt Nam, tôi cũng có liên quan đến, cho nên là tôi ngày hôm nay tôi giết tôi phản đối Formosa. Nó thì vì cái lý do như vậy thôi mà cậu bị nhốt hết 1 tháng trong trong cái trại giáo dưỡng anh chị. Thì cảm thấy xót xa không? Cái tuổi 13 tuổi, thời gian vừa qua chắc có lẽ anh chị và các bạn nhìn thấy được một cái cô bé gái ở bên Mỹ, cổ khoảng chừng 12 đến 13 tuổi, mà trong cái giai đoạn bầu cử tổng thống Mỹ, vận động tranh cử tổng thống Mỹ anh chị, thì chúng ta thấy có một cái bé gái nêu lên cái quan điểm chính trị của mình và được rất là nhiều người lớn ca ngợi về cái quan điểm của cô ta. Cô ta rất là sắc bén, rất là nhạy bén. Tại sao ở một cái xứ sở mà đối với Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên truyền rằng đất nước đó là khủng bố, là không ổn, Mỹ là một cái nước đế quốc, là một cái nước thù địch, mà tại sao cái có nghĩa là người ta được tự do nêu lên cái quan điểm chính trị của mình, người ta nêu lên những cái gì, những cái suy nghĩ của mình đối với cái đất nước. Còn tại Việt Nam cũng là một đứa trẻ tương đương xem tuổi với nhau, cũng khoảng 12, 13 tuổi, nhưng mà tại Việt Nam thì bạn này lại bị bắt đưa vô trong trại giáo dưỡng anh chị. Rõ ràng một cái xã hội của chúng ta là một cái xã hội bị bóp nghẹt hết tất cả những cái quyền tự do ngôn luận, không có tự do ngôn luận gì hết. Thêm một cái nữa là ngày hôm nay Dương được người thân của Dương thông báo rằng là ở ngoài ngoài Bình Thuận, ở ngoài Bình Thuận đó anh chị, ngày hôm nay cách đây vài năm mới, có nghĩa là những giấy tờ nào mà đã được chuyển nhượng nhưng mà viết tay đó anh chị, chưa có làm, chưa có được sang sang sổ hồng, chưa có sổ hồng đó, mà họ buôn bán với nhau mà viết tay với nhau á, ngày hôm nay muốn có được sổ hồng như vậy á, sổ hồng như thế, thì anh chị biết rằng là họ yêu cầu phải đóng 8 triệu đồng tại tỉnh Bình Thuận. Thì Dương không biết là trong số anh chị em ở đây ai tại Bình Thuận, thì anh chị nếu mà thông tin này anh chị có nghe được thông tin này thì hãy xác nhận dùm. Người thân của Dương quê tại Bình Thuận nói với Dương rằng là những cái người mà trước đây mà họ mua mua nhà mua đất đó mà không được sang tên, không có sổ hồng mà chỉ là viết tay với nhau, ngày hôm nay để có những cái sổ hồng như vậy thì phải đóng cho cái cơ quan làm việc đó 8 triệu đồng để có được cái sổ hồng. Và thêm một cái thông báo nữa là như thế này: ở ngoài Bình Thuận ngày hôm nay Trung Quốc đi vào trong Bình Thuận rất là nhiều. Đối với những cái người mà họ trồng thanh long, mà nếu như thanh long mà có trái đó thì họ mua thanh long với giá rất là rẻ. Tuy vậy họ đang thúc đẩy cái chuyện họ mua đất, họ đè cái giá thanh long xuống nhưng mà họ đưa cái giá đất lên rất là cao để họ mua đất. Thì đây là một cái thông tin Dương muốn nói gửi gắm đến những cái người đang sống tại Bình Thuận. Nếu anh chị nào mà có một cái ý định là anh chị sẽ bán đất cho Trung Quốc thì anh chị nên cẩn thận một chút xíu. Tại vì á, khi mà anh chị bán đất rồi anh chị sẽ không còn một cái nguồn sống nào cả. Cho nên anh chị nên suy nghĩ. Đó là một cái thông điệp, một cái thông tin mà người thân của Dương muốn nhờ Dương gửi đến với bà con ở tại Bình Thuận, để cho thông báo cho mọi người biết rằng là Trung Quốc nó đang có ý định là muốn mua đất ngoài Bình Thuận, và họ sẽ đà họ đang họ đã rồi họ đè cái giá thanh long xuống rất là thấp để cho bà con cảm thấy bất mãn, trồng thanh long không có giá cho nên là thôi trồng thanh long không có giá bán đất chứ để trồng để làm gì anh chị. Đó là một cái chiêu của cộng sản Trung Quốc đang làm.
anh Nắng Ban Mai, mình ở Bình Thuận đây. Đó thì người thân của Dương cũng ở Bình Thuận, Hàm Thuận Nam, ở chỗ Hàm Thuận Nam á anh chị, Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc đó. Thì Dương muốn gửi đến anh chị những thông báo này ha. Hiện tại á, anh chị biết rằng ở ngoài Hà Nội, nhiệt độ ngày hôm qua, ngày hôm kia, khi mà nhân viên họ lấy một cái đồng hồ để họ đo nhiệt độ, họ để xuống cái lòng đường, anh chị và các bạn có biết không, thì cái nhiệt độ nó nhảy, nó nhảy từ 32 độ, 36 độ, nó nhảy từ lên đến 52 độ anh chị. Nhiệt độ ngoài Hà Nội đang rất là nóng. Mà anh chị biết rằng á, cái nhu cầu của chúng ta là chúng ta cần bóng mát, chúng ta cần cây xanh rất là nhiều. Nhưng vừa qua có những bài báo thông báo rằng là Hà Nội đang lên kế hoạch để đốn hạ mấy ngàn cây, cây xà cừ. Thì có ai đang ở Hà Nội không anh chị? Có ai đang ở Hà Nội không? Sáng hôm nay Dương ngủ dậy, Dương lướt trên Facebook thì Dương thấy có những anh chị đưa những cái tấm hình có những cái cây xà cừ bị đổ, bị đốn hạ rồi. Mà Dương không dám chắc chắn đây là những hình ảnh cũ hay là những hình ảnh mới. Thì cho nên Dương hỏi với anh chị rằng là những cây ngày hôm nay ngoài Hà Nội họ đã chặt cây chưa? Ở ngoài Hà Nội họ đã đốn hạ cây chưa? Tại vì Dương đã biết rằng họ đã có thông báo họ sẽ chặt mấy ngàn cây lận anh chị. Anh chị thấy không? Dương làm livestream, Dương đi ra ngoài đường, Dương quay ngoài cảnh cho anh chị thấy. Bất cứ nơi nào Dương đi tới cũng đều có hình bóng của cây xanh. Bất cứ chỗ nào trong cái livestream của Dương mà Dương đi ngoài cảnh á, là ở đâu cũng có cây xanh hết. Anh chị ở Việt Nam có nghe rõ Dương không? Có một số người đang nói là không còn nghe được nữa. Có một số anh chị nói là không còn xem được nữa. Anh chị có xem được Dương không ạ? Ở Sài Gòn hiện tại ở Việt Nam có còn xem được Dương không? Dương thấy có một số anh chị nói là đứng hình luôn rồi. Ở tại Việt Nam á, nghe rõ ok. Thì anh chị biết rằng á, cái nhu cầu của chúng ta là chúng ta được sống trong một cái môi trường trong lành, sạch sẽ và nó mát mẻ. Anh chị biết ở bên đây là một cái xứ, nơi Dương đang ở là Bắc Âu, là một cái xứ lạnh tình nồng, anh chị, xứ lạnh lắm. Nhiệt độ bây giờ là 14 độ mà ở ngoài trời đang mưa rào nha anh chị. Và nếu như mà cái nhiệt độ ở bên đây mà nó có cao khoảng chừng 28, 29 độ đi chăng nữa đó anh chị, thì người ở bên đây người ta cũng thích đi ngoài nắng hơn là đi trong mát. Tại vì sao? Đi ở trong bóng mát nó lạnh dữ lắm. Đi trong bóng mát nó rất là lạnh. Đã là một cái xứ sở Bắc Âu rồi, cái xứ lạnh rồi, mà xung quanh Dương á, nơi nào mà Dương đi tới đều có bóng dáng của cây xanh hết. Đều có bóng dáng của cây xanh hết. Và họ ở đâu đó những nơi mà không có cây á, là họ trồng cây anh chị, họ trồng cây. Tại vì sao? Đất nước của người ta lạnh quá trời quá đất mà người ta vẫn trồng cây. Còn khi đất nước của mình nó nóng quá trời quá đất luôn, dân đang kêu ca dữ lắm. Có một cái anh đó, anh lấy cái chảo, anh đem cái chảo ra, anh đặt dưới lòng đường, anh đổ cái miếng dầu lên, anh đập cái trứng gà ra. Xong rồi trong vòng 30 giây thôi, cái lòng trắng trứng gà nó đã chuyển sang màu trắng, nó chín luôn anh chị. Và 10 giây sau là cái lòng đỏ nó chín luôn anh chị. Thấy được cái nhiệt độ Việt Nam mình á, nó nắng, nó nóng cỡ nào không? Vậy mà chính quyền Hà Nội vẫn đưa ra cái quyết định là họ chặt bỏ cây. Chẳng khác nào con người của chúng ta mà đi cắt bỏ cái lá phổi của mình, họ vẫn làm được anh chị. Cái điều này là cái điều hết sức là nghịch lý, là vô lý. Các anh chị rõ ràng là anh chị cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn khi mà anh chị đi tới những cái hàng cây nó có cái bóng mát. Anh chị sẽ đứng đó, anh chị nghỉ ngơi, cảm thấy nó nhẹ người đúng không? Còn ở Việt Nam ngày hôm nay có những cái hàng cây đó đó, để mà có cái tàn lá như vậy anh chị, lâu lắm nó mới bự lên được, mới có tàn cái tán to để nó có bóng mát được. Bây giờ họ chặt rồi họ trồng những cây mới xuống. Cũng thời gian, những cái thời gian vừa qua đó anh chị, họ để những cái cây con xuống mà họ quên lấy cái lớp bịt mũ ở dưới á. Khi mà họ ươm cây á, thì họ có những cái lớp bịt mũ ở dưới cái gốc cây phải không? Thì khi họ đào lỗ xong cái họ đặt cây xuống đó anh chị, cái họ quên lấy cái bịt mũ ra luôn. Họ không lấy bịt mũ ra thì cái rễ cây làm sao nó chọt ra cái bịch ni lông được. Thì cái rễ cây nó chỉ trong cái phạm vi đó thôi. Thì khi mà gió nó thổi mạnh á thì cây nó lập tức nó ngã xuống anh chị. Nó ngã nó chết hết trơn luôn. Tại sao cái cây mà chúng ta trồng á, lâu năm để có được cái tàn cây như vậy, họ không biết cách làm sao để họ bảo vệ nó, họ chăm sóc cho nó, trồng đã đời cực khổ luôn, tự nhiên giờ chặt bỏ hết trơn. Trồng cây nhỏ lên biết bao nhiêu năm nó mới thành những cây bự đó. Mà ở dưới cái thời cộng sản đó anh chị, cây đó không có kịp lớn đâu, bị chặt nữa cho mà coi. Thì dân của chúng ta sẽ tiếp tục đón những cái hạn hán từ năm này qua năm kia.
Và Dương bảo đảm với anh chị năm nay nó lên tới 52 độ, thì năm sau nó sẽ lên tới là 60 độ cũng có khi, nó lên tới 70 độ cũng có khi. Mà cái chuyện chặt cây này không đáng bàn bằng cái chuyện cái sức khỏe của chúng ta nè. Cái ánh nắng đó nó làm cho con người của chúng ta nó bệnh kinh khủng lắm. Anh chị bây giờ mà cái mùa này anh chị đi vô bệnh viện Hà Nội đi, anh chị đi vô bệnh viện Chợ Rẫy đi, ngập người ở trong đó đó. Tại vì nắng nó dễ làm cho, mưa nhiều quá cũng bệnh, mà mưa nó đỡ hơn là nắng. Nắng nhiều nó làm cho người ta bệnh dữ lắm. Anh chị thấy thằng Cộng sản nó là vua phá hoại không? Thấy thằng Cộng sản nó là vua phá hoại không? Nó không giúp mang lại cho đời sống của chúng ta có một cái sức khỏe tốt, mà đằng này nó phá hoại của chúng ta từ bên trong ra bên ngoài luôn. Vậy mà vẫn có những cái con người họ hàng ngày họ cũng ca ngợi cái đảng Cộng sản, đảng Cộng sản này quang vinh muôn năm. Họ đang làm những cái điều mà đối với chúng ta nhìn là chúng ta không chấp nhận được rồi, mà vẫn ca ngợi là quang vinh muôn năm, thì Dương cũng không biết rằng họ đang ca ngợi cho cái gì nữa. Cái sức khỏe của họ đang bị đe dọa mà họ cũng ca ngợi nữa anh chị. Hai anh chị thấy nó kỳ cục không? Rồi thêm cái nữa anh chị, ngày hôm nay là Dương thấy ở ngoài Hà Nội đó, gọi là cái dịch châu chấu. Ngày hôm nay ở ngoài Hà Nội Dương thấy là dân đang rất là khốn khổ, đang rất là lo lắng vì cái việc châu chấu. Anh chị có biết rằng ngày hôm nay ở ngoài Hà Nội đang đón một cái dịch châu chấu không? Anh chị có nghe đọc, có à, anh chị có ai mà đọc được cái tin này không? Cái dịch châu chấu đang phá hoại mùa màng ngoài tại Hà Nội nữa anh chị. Bây giờ chim chóc ở trên trời thì bắt giăng lưới bắt hết trơn luôn. Để làm gì anh chị? Vào những cái ngày mà chùa chiền lễ hội để phóng sinh, anh chị thấy trong trong cái lồng chim có rất là nhiều con chim trong cái lồng đó, rồi đem đi vô bán anh chị, đem vô bán để cho những cái người nào mà có phát tâm từ thiện đó, mua những cái lồng chim đó đặng thải là phóng sanh. Tự nhiên bây giờ nó đang sống ở ngoài trời nè, tự nhiên cái giăng lưới bắt nó mà con chim làm nhiệm vụ làm gì, bắt sâu, bắt châu chấu, bắt cào cào, nó ăn hết những cái con đó anh chị. Mà bây giờ giăng bắt hết trơn luôn, bắt hết để nhốt trong lòng rồi đem đi vô trong chùa bán để cho những cái người mà đi chùa đó họ mua, họ phóng sanh. Cái xã hội mình nó chỉ có xã hội Việt Nam nó mới kỳ cục như vậy thôi anh chị. Ở bên đây đâu có cái chuyện đâu, ở bên đây không có cái chuyện mà mua chim phóng sanh nè nha. Ở bên đây là không có cái chuyện mua chim phóng sanh, không có chuyện mà đốt giấy tiền bằng bạc luôn, không có chuyện đó luôn, không có chuyện đốt cây nhang nữa anh chị. Ở bên đây là từ thời điểm mà Dương qua bên đây tới bây giờ, Dương không thấy một cây nhang nữa nha anh chị. Dương không thấy một tờ với tiền vàng bạc nữa, mà Dương cũng không thấy cái hiện tượng mà người ta giăng bẫy để bắt chim. Người ta không có giăng bẫy để bắt chim, anh chị thấy không? Dương đi tới là nó tự động nó đi tới bên mình luôn. Cái nhân, cái gọi là phát tâm từ thiện của chúng ta là chúng ta đi đến gần nó, chúng ta đừng có bắt nó, chúng ta đừng có bắn nó, chúng ta đừng có ăn thịt nó. Chứ tự nhiên bây giờ anh chị đi làm phát tâm từ thiện, cái đi lại cái chùa mua một cái lồng chim như vậy, biết mấy trăm con chim trong cái lồng đó, các anh chị mở ra cái nó bay xong cái thời gian mấy con chim nó bị bắt nữa, các anh chị mua, các anh chị phát tâm từ thiện, các anh chị thả cái nó bay. Chỉ có cái Việt Nam mình nó mới làm cái chuyện ngược đời như vậy thôi anh chị, không có giống ai hết trơn á, không có giống ai luôn á. Cho nên bây giờ ngoài Hà Nội đó vừa đón nhận một cái nắng kinh khủng, vừa đón nhận một cái dịch châu chấu nữa. Mà cái châu chấu nó ăn nó phá hoại hoa màu kinh khủng lắm. Nó mà đi tới đâu là nó cắn những cây non tới đó, nó cắn hết luôn đó anh chị. Chim còn đâu nữa, chim bắt hết rồi. Bắt chim sẻ rô ti đó anh chị, trong nhà hàng quán nhậu giờ có chim sẻ rô ti nhiều lắm. Mà giờ chim sẻ rô ti cũng không còn nữa. Chim cút Trung Quốc nhập qua giả làm chim sẻ ăn, bởi ung thư quá trời luôn. Đi vô bệnh viện ung thư đầy lên luôn, hằng hà luôn anh chị. Ơi, hồi mệt quá, nói chuyện mệt quá, nói chuyện về Cộng sản mệt quá anh chị ha. Dương thấy rằng là cưỡng chế tại cao nguyên nè, đất người ta đang ở và canh tác nhiều năm, nhà nước thu hồi xây trường học nhưng lại đền bù cho người khác. Vụ việc này đã có nhiều bài báo viết, đơn thư ra tới thanh tra chính phủ. Anh chị, ngày hôm nay cưỡng chế đất rất là nhiều. Mà cái hình thức cưỡng chế này là gì anh chị biết không? Là họ bồi thường giá quá rẻ luôn. Ví dụ như bây giờ tự nhiên cái giá đất ở chỗ đó nó lên cao lắm, cái nó vô, cái nó nói được cái đất này nó nằm trong cái khu quy hoạch, cái nó bắt đầu nó kêu người ta là phải bán cho nó với giá rẻ, nó sẽ bồi thường với giá rẻ. Mà người ta không chịu bán, tại vì tự nhiên bây giờ cái giá nó 1 triệu một mét vuông, tự nhiên đi vô mua của người ta có 100 ngàn một mét vuông à. Người ta không chịu bán, bắt đầu đưa lính, đưa lực lượng xuống, đưa công an xuống, đưa 200-300 người xuống anh chị, cưỡng chế đất đai của người ta, nhà cửa của người ta, đuổi người ta ra khỏi nhà. Cho nên Dương nói với anh chị, có nhiều người vẫn còn nói rằng á, trời ơi, làm việc theo hiến pháp và pháp luật, miễn là làm đúng luật thì thôi. Dương nói cho các bạn nghe nè,
Tại vì sao mà cộng sản nó sợ nó cho dư luận viên vô là nhiều là vậy, tại vì chúng nói sự thật nhiều quá. Khi mà các anh chị vẫn còn tin tưởng rằng á, cái xã hội này còn luật pháp đó, thì khi một ngày nào đó anh chị rơi vào cái hiện tượng giống như Dương vừa mới nói, nó đưa 200 thằng công an tới nhà của anh chị, không cần cái luật pháp anh chị đang nắm rõ luật chứ gì, bây giờ nó đưa 200 thằng công an tới, nó hốt đồ đạc anh chị, nó quăng ra khỏi nhà, lúc đó anh chị có ngồi anh chị nói luật chứ nói được không? Cái giả ý, cái giả tâm của nó là như vậy rồi. Anh chị có nói luật chứ nói được không? Không có được. Nó tự động nó vô, nó lấy quần áo, nó lấy tủ bàn ghế của anh chị, nó quăng ra đường luôn. Một mặt là nó làm như vậy, một mặt nó đã đưa xe của nó xe gọi là anh chị xe sang bằng đó, đi xe sang bằng, nó ủi nhà, ủi đất, anh chị xe ủi nó đưa tới luôn rồi. Anh chị không làm, nó bắt anh chị phải bán cho nó với giá rẻ. Ok, mày nghe tao không? Mày nghe thì tao sẽ bồi thường cho mày. Còn mày không nghe tao, lực lượng tao có rồi, nó vô, nó tự động anh chị, đừng có nói luật pháp. Cho nên Dương nói với anh chị, ở tại xã hội này, xã hội Việt Nam này, đừng có bao giờ nói tới luật pháp. Cái chuyện của anh Nguyễn Hữu Tấn rõ ràng về mặt pháp lý, nếu mà làm đúng luật là không có chuyện nó đưa 200 thằng công an tới nhà, nó cô lập xung quanh nhà của anh Nguyễn Hữu Tấn, làm cho hàng xóm láng giềng đó không biết chuyện gì xảy ra đó anh chị. Nó đang sử dụng lực lượng của nó, cái xã hội này nè, được lãnh đạo, được xây dựng trên lực lượng và bạo lực, không có một cái thứ luật pháp nào hết á. Cho nên anh chị đừng có nhiều người nói trời ơi miễn là làm đúng luật thôi chứ làm gì có chuyện tại mày làm sai luật mày vi phạm cho nên người ta mới làm vậy, nói vậy đi rồi mai mốt nó tới mình đi đức đó, đừng có tức. Trời ơi luật pháp đâu, công bằng đâu, đừng có kêu lên. Tôi cũng đã nói rất là nhiều lần rồi, ở cái xứ sở thiên đường xã hội chủ nghĩa, luật pháp nó nằm ở trong tay cộng sản á. Nó muốn trắng là trắng, nó muốn đen là đen. Nó đưa lực lượng tới là anh chị không có cưỡng chế lại được. Nhà của anh chị có 5 người hả? Bây giờ anh chị có đúng, anh chị có nắm luật cỡ nào đi chăng nữa? Bây giờ dân đồng lòng bằng nó không? Ví dụ nó đưa 400 thằng công an xuống đi, anh chị cũng không làm được nó nữa. Thằng cộng sản nó quản lý đất nước mình bằng bạo lực, chứ không phải nó bảo quản lý đất nước mình bằng pháp luật. Anh chị nhớ nha. Cho nên Dương nhắc tới nhắc lui hoài, đừng có đợi nước tới chân rồi mới nhảy. Anh chị thấy á, người ta đi tới cướp đất ở nhà kế bên, các anh chị nhịp giờ mày làm sai rồi cho nên công an nó mới xuống nhà của mày. Không có đâu. Thằng cộng sản á, là nó không có cần luật anh chị ha. Không cần luật, nó cần bạo, nó cần dùng lực lượng của nó là nó thắng ta rồi. Nó dùng lực lượng là nó thắng ta rồi. Anh chị thấy không? Nói hỏi khang tiếng rồi nè, thấy không? Sao hát cho nổi. Hôm nay thì mình nói chuyện lan man chút xíu đi, mình không có nói tập trung vô những cái vấn đề chính trị dữ lắm ha. Có vậy thôi mà thằng cộng sản nó dư luận viên nó vô quá trời luôn. Địt mẹ, địt bà, địt cha gì không biết nữa. Còn cái điều luật mà ngày 19.3 của bộ luật hình sự đó anh chị, luật mà nó nói về cái chuyện luật sư là phải tố cáo thân chủ đó anh chị. Thì hồi sáng Dương cũng có share cái clip của luật sư của một luật sư đó, thì anh chị cũng thấy rằng á, Dương kể cho anh chị nghe, hồi nhỏ Dương có coi phim Hồng Kông. Dương á, thì Dương học á, cái chuyên ngành của Dương là quản trị kinh doanh, Dương không phải là người chuyên về luật. Nhưng mà Dương nói về luật thì Dương cũng có thể thấy được những cái điều bất công, những cái điều nó vô lý chỗ này nè. Trong các bộ phim Hồng Kông mà bộ phim về xã hội anh chị xem, anh chị sẽ thấy trong có nhiều cái vụ án mà phim những cái bộ phim cảnh sát anh chị, cảnh sát Hồng Kông đó, thì khi mà tòa án nó bắt đầu nó ra nó phiên xét xử đó anh chị, thì chúng ta sẽ thấy ở bên bị can đúng không, ở bên bị can là cái người phạm tội đó, lúc nào chúng ta cũng thấy là họ có một cái luật sư, họ đứng ra, họ luật sư họ bào chữa. Thì cái người luật sư đó lúc nào họ cũng phải, dĩ nhiên họ phải hỏi cái người bị can đó là cái diễn tiến cái câu chuyện nó xảy ra như thế nào. Ví dụ người bị can đó họ phạm tội hay là họ đang ở tình trạng nghi can cái gì, nghi can hoặc là bị can. Thì bây giờ luật sư sẽ hỏi cái diễn tiến, anh chị hãy kể cho tôi cái quá trình mà anh chị dẫn đến cái việc mà anh chị làm cái vi phạm phạm tội. Thì cái nghi can hoặc là cái bị can đó họ sẽ kể cho luật sư nghe là tôi đã làm gì, làm gì, làm gì. Thì luật sư biện hộ họ sẽ, họ coi, họ nghe câu chuyện nó xong thì họ sẽ tìm bằng mọi cách, họ dùng cái lý lẽ của họ, họ dùng cái nghiệp vụ của họ, dùng cái nghề nghiệp chuyên môn của họ, họ đã có thâm niên làm việc rồi đó anh chị, thì họ sẽ tìm cách để họ bảo vệ cho cái thân chủ của họ. Nhưng mà tại Việt Nam này á, thì bây giờ nó ra một cái điều luật gọi là 19.3 là luật sư phải tố cáo thân chủ của mình
nếu như biết thân chủ của mình phạm tội. Thì khi mà cái điều luật này nó ra, anh chị, là Dương cảm thấy Dương hết hồn luôn. Dương không phải là người làm bên luật, nhưng mà Dương đã cảm thấy cái điều này vô lý. Nếu như mà luật sư mà tố cáo thân chủ của mình, nếu mà biết cái thân chủ của mình phạm tội, anh chị, thì cần chi luật sư nữa. Dương ngày hôm nay Dương phạm tội nè, Dương đi tìm tới luật sư để nhờ luật sư biện hộ, tại vì luật sư nắm rõ về cái hệ thống luật pháp, biết rõ cái điều này điều kia, thì Dương tìm đến luật sư chứ. Tự nhiên bây giờ cái Dương làm phạm tội rồi, cái Dương đang muốn gọi là làm sao tìm cho mình một luật sư giỏi để cho mình thoát tội, thì tự nhiên bây giờ Dương gặp ông luật sư, cái Dương kể câu chuyện của mình ra cho ông luật sư, nhờ ông luật sư ông cứu bồ mình, nhờ ông luật sư ông giúp đỡ mình. Cái tự nhiên cái ông luật sư ông chạy ra công an, ông báo: trời ơi, công an ơi, thân chủ của tôi người này đang phạm tội rồi, bây giờ vậy bắt ra đi. Trời ơi, vậy thì làm sao mà Dương dám tìm tới gặp luật sư. Cho nên Dương nói với anh chị ở Việt Nam á, nếu mà cái điều luật mà 19.3 này, bộ luật hình sự này mà nó áp dụng á, nó mà ban hành ra đó, thì văn phòng luật sư đóng cửa nghỉ hết đi, tại vì đâu cần luật sư nữa. Cái vai trò luật sư là ngày hôm nay họ đứng ra để họ, không phải là họ lúc nào cũng đúng, cái thân chủ của họ không phải lúc nào cũng đúng, anh chị hiểu không? Có thể thân chủ của họ bị sai, nhưng mà với cái khả năng của họ, nếu mà họ giỏi á, thì họ có thể biến từ đen thành trắng, biến từ trắng thành đen luôn. Họ có thể bảo vệ cái thân chủ họ cho dù rằng cái thân chủ họ sai. Cái vai trò của luật sư ngày hôm nay không phải là mang lại cái sự công bằng đâu anh chị. Cái người luật sư giỏi á, là họ có thể là họ Dương phạm tội đi, mà họ giỏi quá đi, họ ra ngoài tòa án họ tranh tụng luôn, Dương có thể Dương trắng án, Dương không phạm tội luôn. Cái vai trò của luật sư nó đơn giản, nó như vậy đó, chứ không phải cái kiểu giống như ở Việt Nam mà trời ơi, Dương chạy ra Dương gặp luật sư, Dương kể câu chuyện của mình, Dương làm vậy cái chạy ra báo công an, con nhỏ này nó phạm tội nè. Thì ở Việt Nam luật sư không còn nữa. Cho nên bây giờ Dương nói là những người nào mà làm luật tại Việt Nam đó, anh chị ơi, cái nghề nghiệp của anh chị đang bị quan sát đó, đang bị gọi là giống như là bị xâm phạm đó, lợi ích của anh chị đang bị xâm phạm đó. Rồi một ngày nào đó nếu như mà nó đưa vào trong cái, nó áp dụng luôn á, thì cái nghề luật sư của anh chị xem giống như là anh chị đi về luôn, đi dẹp cái thẻ hành nghề luật sư luôn đi. Tại vì luật sư không còn làm được cái gì nữa hết trơn trong cái xã hội Việt Nam hết đó. Dương nói cho các bạn nghe rằng là Dương qua bên Na Uy một năm, Dương cũng có những cái vấn đề về giấy tờ. Anh chị biết rằng cái vai trò của người luật sư ở bên châu Âu này, anh chị, nó kinh khủng lắm. Cái vai trò của người luật sư ở nước ngoài này nó vô cùng quan trọng luôn. Một giờ của luật sư anh chị làm việc nó khoảng 3.000 krone trở lên, 3.000 krone là khoảng 7 triệu mấy. Một giờ của luật sư ở bên đây là tính ra tiền Việt 7 triệu mấy đó anh chị, chứ không rẻ đâu. Khi mà chúng ta có một cái vấn đề mà liên quan tới pháp lý là phải nhờ luật sư. Chúng ta không cần biết đúng sai, chúng ta phải nhờ luật sư trước cái đã. Rồi chúng ta đem cái câu chuyện này chúng ta kể cho luật sư nghe, rồi luật sư coi chúng ta cái câu chuyện của chúng ta như thế nào, rồi họ bắt đầu họ làm những cái giấy tờ để họ gửi ra. Nếu mà cần thư kiện họ gửi ra tòa án, họ sẽ giải quyết chúng ta. Chứ không phải giống như Việt Nam ngày hôm nay họ đưa ra cái điều luật là 19.3, rằng là nếu như phát hiện thân chủ mà bị phạm tội là phải tố cáo đó anh chị. Ở Việt Nam nó có như vậy thôi. Cho Dương nói anh chị rằng những người mà tài, những người mà trí thức tại Việt Nam sống với cái chế độ của Cộng sản, anh chị nhức đầu lắm. Anh chị nhức đầu lắm. Cho nên đó, chúng ta cần phải đấu tranh để cho xã hội có một cái đa đảng. Tại vì những cái người mà họ theo cái đường hướng này thì họ theo cái đảng này. Những cái người theo cái đường hướng khác, họ không chấp nhận cái cách của đảng, thì họ đi theo cái hướng khác của cái đảng họ chứ. Tự nhiên bây giờ bắt họ phải đi theo chung cái đảng Cộng sản này, trong khi đảng Cộng sản này tào lao. Họ đưa ra cái, ví dụ như cái điều luật mà 19.3 là cái điều luật tào lao, tôi không chấp nhận, nhưng mà họ phải đi theo cái đảng này. Dương biết ở trong nước có nhiều người trí thức họ chịu không nổi luôn. Họ chịu không nổi là bởi vì nó tào lao cái đảng Cộng sản, giống như là họ không có tư duy được, họ không có hiểu được là cái vai trò và cái trách nhiệm của người luật sư là như thế nào. Nói bây giờ luật sư phải tố cáo thân chủ của họ, nó nếu biết thân chủ phạm tội, trời đất ơi, mà bây giờ đưa ra những cái điều luật, những người đại biểu quốc hội họ đưa ra những cái điều luật này nè anh chị, ai mà nói xấu lãnh đạo đó hen là bắt bỏ tù, nó ai mà nói xấu lãnh đạo á thì bắt những cái người nói xấu rồi bỏ tù. Một đứa em nhỏ học ở một cái trường ở tỉnh Long An đó anh chị, lên trên Facebook nói thôi cái bệnh viện nó xấu 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 vậy thôi, hạ hành kiểm. Đó, mà bây giờ lại ra cái điều luật là ngày 19.3 rằng là phải tố cáo thân chủ của mình nếu biết thân chủ của mình phạm tội. Trời ơi, nếu mà tố cáo được á, nếu mà xã hội mình mà có pháp luật công bằng đó anh chị, là mấy thằng đảng Cộng sản đầu đàn á, mấy thằng lãnh tụ đầu đàn á, tổng bí thư, đồ chủ tịch nước, đồ thủ tướng, đồ phó thủ tướng, đồ mấy thằng đó mới là mấy thằng bị tạo phạm tội nhiều nhất á. Nhưng mà bây giờ có ai dám không? Có ai dám tố cáo không? Tố cáo là bị thanh trừng liền, tố cáo là bị thủ tiêu liền.
Cho nên mấy ông đừng có giả nhân giả nghĩa, Đảng Cộng sản Việt Nam đừng có giả nhân giả nghĩa quá. Trời ơi, bây giờ yêu cầu luật sư là phải tố cáo thân chủ của mình nếu biết thân chủ mình phạm tội. Nếu mà cho mà tố cáo đàng hoàng, xử lý đàng hoàng là mấy ông đảng bự á, là bị bắt bỏ vô tù hoặc bị tử hình hết rồi. Tại vì mấy ông phá quá trời mà, phá từ trong từ trên xuống dưới luôn. Từ ngoài Hà Nội đi vô tới miền Trung, tới miền Tây luôn. Đó là những người đó mới bị đó anh chị. Nhưng mà cái luật của mình tào lao lắm, cho nên chúng ta cần phải đấu tranh để chúng ta đòi hỏi một cái đa nguyên, đa đảng là như vậy. Tôi không có đồng ý Dương ngày hôm nay, ví dụ như Dương không thích cái Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi đứng ra tôi lập một cái đảng A nào đó đi theo cái đường hướng của tôi. Nhưng mà nếu người dân cảm thấy là cái đường hướng của cái đảng A này nó đúng, nó hợp, thì người dân sẽ bầu cho cái đảng A này để đảng B qua bên. Chứ có đâu mà tào lao quá để người dân nhức đầu, mà những người trí thức tại Việt Nam họ cũng nhức đầu, họ đi theo họ sửa không cũng mệt đó anh chị. Đưa ra những cái hiến pháp, ra những cái điều luật, những cái điều khoản mà thấy tào lao xịt bợp rồi, tào lao chứ. Dương nói cho anh chị biết nha, cái vai trò của một cái người luật sư ở bên đây nó cao dữ lắm đó anh chị, nó quan trọng vô cùng luôn á. Có một cái vấn đề gì mà liên quan tới luật ở bên đây là anh chị trước tiên anh chị phải tìm luật sư trước. Một cái vấn đề gì mà liên quan tới ở nhà nước anh chị mà anh chị đụng chạm tới pháp luật rồi, nó đẩy vào luật sư trước. Luật sư nó quan trọng lắm, bởi Dương nói xui cho những người mà luật sư tại Việt Nam học luật ra rồi sống tại Việt Nam nó kinh khủng khiếp lắm anh chị. Chúng ta không có một cái môi trường phát triển lành mạnh, không có vui ha. Không ngộ lắm, cái trang Facebook của Dương á, nó vô nhiều lắm anh chị, lúc nãy nó vô dữ lắm. Không sao, nó vô càng nhiều, Dương nói càng nhiều. Những người bạn trẻ cho Dương hỏi rằng ngày hôm nay các bạn ngồi mà các bạn thấy Dương đội cái nón này, Dương đội nó cái nón này, Dương mặc cái áo này, các bạn trẻ tại Việt Nam á, các bạn có cảm thấy khó chịu không? Các bạn cho Dương cái suy nghĩ của các bạn nha. Dương cố ý Dương đội cái nón này, Dương mặc cái áo này trong cái chương trình livestream ngày hôm nay để Dương hỏi các bạn, khi mà các bạn thấy Dương đội cái nón này với cái áo này làm livestream á, suy nghĩ của các bạn như thế nào? Kể nó vô nó chửi nhiều vui anh chị, không có quan tâm, Dương không quan tâm với tụi nó chửi dơ miệng lắm. Đã không chửi nó mà Dương còn bị khan tiếng nè, mà Dương mà chửi nó cái mai Dương khỏi nói luôn anh chị. Những người bạn trẻ tại Việt Nam á, những người bạn trẻ tại Việt Nam á hỏi á, cho Dương hỏi rằng là các bạn có cảm thấy khó chịu khi Dương đội cái nón này với cái áo này không, trên cái áo có hình lá cờ này không? Tại vì Dương biết rằng á, tại Việt Nam nhiều người bạn trẻ sinh ra và lớn lên á là thấy hình lá cờ đỏ ngôi sao vàng, cho nên khi các bạn nhìn thấy cái hình của lá cờ vàng ba sọc đỏ này nè, có nhiều người sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Tại vì trong suy nghĩ của các bạn á, là các bạn sẽ nói rằng là đây là những cái con người phản động, cờ vàng ba que, cờ vàng ba sọc, thế này thế kia. Tại vì đó là cái mà Đảng Cộng sản nó tuyên truyền để cho các bạn cảm thấy dị ứng với cái màu cờ này. Thì những người bạn cho Dương biết rằng là các bạn có cảm thấy khó chịu với cái nón của Dương, với cái áo của Dương đang mặc không? Nhìn giống vệ sĩ hả? Dương cố tình Dương mặc để Dương hỏi anh chị. Tại vì thời gian vừa qua cũng có một số người trẻ tại Việt Nam á, khi mà họ ra nước ngoài thì có những anh chị cô chú của Việt Nam Cộng Hòa mời họ đứng dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ, thì họ không chịu đứng. Họ không chịu đứng và họ có vẻ mỉa mai hình lá cờ vàng ba sọc đỏ này. Và họ nói rằng là Việt Nam Cộng Hòa cũng đáng tội, là tại vì Việt Nam Cộng Hòa đã thua trận, đã rút lui để cho ngày hôm nay họ phải có một cái cuộc sống khổ sở như vậy. Và họ oán hận Việt Nam Cộng Hòa và họ không đứng dưới lá cờ này. Thì cho nên là ngày hôm nay Dương muốn hỏi với lại các bạn rằng là các bạn trẻ ở Việt Nam á, là các bạn có thấy khó chịu khi Dương đội cái nón này không, mặc áo này không? Rất đẹp, Karen rất là thích vậy hả? Cái lá cờ này nè, so với lại cái lá cờ đỏ ngôi sao vàng, thì các bạn cảm thấy cái nào nó nhẹ nhàng hơn, cái nào nó dễ chịu hơn? Tại vì anh chị biết rằng á, là có nhiều người bạn trẻ khó chịu với cái màu này lắm. Tại vì họ trong cái tư tưởng của họ, anh chị không thể xóa trong nay mai được, không thể một ngày một bữa mà giúp cho họ hiểu ra cái vấn đề được. Tại họ nghĩ rằng cái lá cờ đỏ sao vàng thì vẫn là lá cờ của quốc gia. Tại vì họ lớn lên, nếu mà tính theo Dương ngày hôm nay cũng 32 năm rồi, ít nhiều 32 năm hình ảnh cái lá cờ đỏ ngôi sao vàng nó cũng nằm trong cái đầu của mình. Cho nên là Dương muốn hỏi họ. Nói chung cũng đẹp mà nhìn nón đen và áo đen cũng tối quá hả? Ừ, tại Dương cố tình nó như vậy mà. Tối nay chắc Dương no nê. Con vẹm này phản động hả? Dương làm gì phản động? Dương đâu có làm gì đâu phản động anh chị. Dương đâu có làm gì đâu, Dương đâu có chặt cây đâu, Dương đâu có bán đất đâu anh chị.
anh chị, những người bạn trẻ tại Việt Nam ngày hôm nay có nhiều người họ vẫn lên họ ca ngợi Đảng cái gì, Đảng đã cho ta một mùa xuân tràn ước vọng. Ngày hôm nay Đảng đã cho ta một mùa xuân, ghê không? Mùa xuân vừa rồi đó trên Sài Gòn đó, trên thành phố Hồ Chí Minh đó, ăn xuân lớn không, ăn Tết lớn không, nước nó ngập bình địa luôn á. Đảng đã cho ta một mùa xuân đó, một mùa xuân ăn không được, một mùa xuân Sài Gòn ngập nước, một mùa xuân thành phố Hồ Chí Minh đầy nước, hoa bán Tết nó nổi lên bền như vậy nè, rác nó nổi lên bền như vậy nè. Ai yêu Bác Hồ Chí Minh, hương thiếu niên nhi đồng. Rồi giờ giáo dục Việt Nam ấu dâm, hiếp dâm học sinh quá trời quá đất luôn. Nó, các bạn đừng nói ngang tôi thuộc, nhưng thuộc à nha, khang tiếng rồi anh chị. Bữa nay nó bớt bớt lại chứ bông qua la dữ quá, nó lớn quá nay khang tiếng rồi. Áo và mũ có lá cờ đỏ đẹp lắm, có lá cờ đỏ đẹp lắm em à, khá xinh với cờ vàng ba sọc. Vô đây hỏi những người bạn trẻ nha. Vậy hỏi những người bạn trẻ, các bạn trẻ hãy cho Dương một cái suy nghĩ thật sự của các bạn cho Dương biết. Các bạn hãy nói thật sự cái suy nghĩ của các bạn. Dương không hỏi cô chú ở hải ngoại, Dương không hỏi những cái người yêu Việt Nam Cộng Hòa, mà Dương hỏi những người bạn trẻ sống ở dưới cái lá cờ đỏ và sao vàng đó. Các bạn hãy cho Dương một cái cảm nhận thật sự của các bạn. Các bạn nghĩ gì? Các bạn có cảm thấy khó chịu không? Tại vì anh chị biết khi mà Dương chưa hiểu, Dương cũng cảm thấy khó chịu mà. Khi Dương chưa hiểu ý nghĩa của lá cờ vàng ba sọc đỏ, Dương cũng nghĩ rằng cái lá cờ này là cái lá cờ không tốt, những cái con người của Việt Nam Cộng Hòa là không tốt mà. Cho nên anh chị các bạn trẻ, nhất là tại Việt Nam, các bạn cứ nói đi, để mà Dương biết, để mà Dương có thể Dương nói cho các bạn nghe, để các bạn hiểu rõ hơn, để các bạn không còn phải cảm thấy khó chịu với cái lá hình lá cờ vàng ba sọc đỏ nữa. Mùa xuân không có oxy để thở, đúng rồi. Việt Nam không ai có mà có hình đó xem là phản động bắt nhốt rồi. Ngày hôm qua khi mà Dương đăng cái hình cái nón này lên đó anh chị, thì có một số những người bạn trẻ có vẻ rất là thích, tại Việt Nam rất là thích. Nhưng mà anh Trịnh Du anh nói rằng là gửi về Việt Nam nó sẽ lục soát và nó sẽ lấy hết những cái nón này, cho nên là không thể gửi về Việt Nam được. Anh chị thấy không? Sống ở xứ sở tự do sướng không? Muốn làm gì làm, muốn mặc gì mặc, muốn nói gì nói, muốn đội gì đội, anh chị thấy không? Còn tại Việt Nam anh chị á, ngay cả cái đội của anh chị cũng bị kiểm soát, nên anh chị muốn thể hiện cái tình yêu của mình đối với một cái vật gì đó, anh chị cũng không thể hiện được nữa. Anh chị muốn nói lên cái quan điểm của mình đối với một cái sự sai trái, anh chị cũng nói không được nữa. Thì anh chị có tin rằng là Việt Nam của chúng ta đâu có tự do về ngôn luận đâu, không có tự do về cái gì hết trơn, về tự do về đội, tự do về mặt. Ngày hôm nay để mà đội về cái nón này, anh chị đâu có được tự do đội đâu, anh chị đâu có được tự do mặt giống như Dương đâu, anh chị thấy không? Cho nên đừng bao giờ nói trời ơi đất nước này tự do lắm, đất nước này hả, muốn gì cũng có hết đâu, thử lấy cái lá cờ vàng này kia đội thử coi, đội cho nhiều cho thử coi, cái công an có canh không, có cắt cổ không, có một cái miếng vải để với cái tổ yến thôi, với hộp mà tổ yến thôi, nước yến thôi mà cũng cắt cổ con ta nữa. Tự do ghê không, của mấy thằng là dư luận viên mệt quá. Dương nói cho anh chị nghe rằng mai mốt nếu mà Việt Nam mình mà có tự do đó, những người tri thức mà họ đứng lên họ đấu tranh có tự do đó anh chị, chúng ta đi kiếm cái đảo nào mà ngày xưa giờ đó, chưa có người ở đó anh chị, mang những người mà yêu cộng sản anh chị để riêng ra một cái đảo đó, cho nó thành lập cái đảng cộng sản của nó ở ngoại, cho nó sống chung ở ngoại, đem lá cờ, đem Hồ Chí Minh ra cái đảo đó, cho nó ôm cái lá cờ đó, ôm Hồ Chí Minh sống chung. Anh chị nhớ nha, những cái gương mặt mà ngày hôm nay mà họ ca tụng cho cái đảng cộng sản đó anh chị, một ngày nào đất nước Việt Nam mà có đa đảng hay gì đó mà đảng cộng sản không còn đó, anh chị ráng thương nó nha không, tại vì nó tôn sùng cái đảng quá trời luôn mà, nó tôn sùng quá trời, anh chị ráng thương nó, kiếm một cái mảnh đất nào đó để cho họ ở riêng ra một bên nó, cái phe yêu đảng yêu bác cho họ sống chung với nhau, kiếm cái hòn đảo nào á nơi vắng người đó, đem cái lá cờ đỏ, đem hình Hồ Chí Minh, đem tượng Hồ Chí Minh đem ra ngoài cho họ, họ sống chung với nhau, một bang nhôi chung với nhau. Chứ còn giờ đừng có bắt dân sống chung, dân không có ưa. Đa phần là dân Việt Nam giờ người ta không có ưa nha không. Còn nói tôi á, ngày hôm nay á, mày ra nước ngoài rồi mày không có quyền, nói nghe nè, tôi vẫn là công dân Việt Nam nha. Tôi mới ra Việt Nam có 1 năm à, tôi vẫn là công dân Việt Nam, tôi chưa có hủy bỏ quốc tịch Việt Nam. Cho nên tôi có quyền tôi nói nha không. Đừng có nói rằng hả mày không phải là mày bỏ nhà, mày bỏ cửa, mày bỏ nước mày ra đi rồi cho nên mày không có quyền. Đừng có nói vậy nha không. Mình có ăn có học, đừng có nói ngang tàng vậy nha không. Nó nghe ngước lỗ tai lắm. Rồi thậm chí có nhiều người nói như vậy nè, mày có ngon mày về Việt Nam mày nói đi, mày đừng có ngồi ngoài mày nói. Bây giờ nè, ở trong nước có người nói rồi chứ bộ không có ha. Luật sư Nguyễn Văn Đài nè, Trần Huỳnh Duy Thức nè, mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nè, Trần Thị Thúy Nga nè, người ta ngồi ở trong nước người ta nói rồi. Rồi mấy ông mấy bà đang làm gì người ta vậy hả? Bây giờ biểu tôi về trong nước tôi nói, mà ở trong nước có người nói giùm rồi, mà người ta nói xong người ta chui vô tù luôn rồi,
bị bắt bị gán vô cái điều luật 78, 79, 88, 258 rồi. Mà bây giờ quý vị kêu tôi về Việt Nam để quý vị làm gì tôi vậy? Kêu tôi về Việt Nam để làm cái gì? Nói tôi nghe đi. Bây giờ tôi ngồi ở ngoài đây tôi nói thoải mái, tôi muốn đổi tôi đổi, tôi muốn mặc tôi mặc hả? Tôi muốn làm gì tôi làm à? Mà kêu tôi về Việt Nam làm gì, trong khi những người ở trong Việt Nam họ nói bị bắt hết trơn rồi. Rồi bây giờ những người trẻ yêu nước á, họ cũng lên tiếng, họ thấy bất công cái họ lên tiếng, họ nói vậy, họ nói kia, mày có giỏi mày đi ra nước ngoài mày ở đi. Nè mấy thằng dư luận viên nói nghe nè, kêu đảng á, nó cấp visa cho những cái người Việt Nam đi nước ngoài hết, đi qua năn nỉ thằng Mỹ quỳ lại Mỹ á, quỳ lại Mỹ giùm. Ông Phúc mới vừa qua đó, kêu ông quỳ lại Mỹ giùm, tụi bay cho dân Việt Nam tao cái visa đi để nó vô Mỹ, thì thử coi dân Việt Nam nó đi không. Tiếc thay á, bây giờ thế giới người ta sợ Việt Nam lắm, cho nên dân Việt Nam muốn đi Mỹ hay muốn đi các nước tư bản, nước châu Âu khó đi lắm. Cho nên thôi cái luận điệu rằng mày muốn ha, mày muốn đi nước ngoài thì mày đi nước ngoài đi, làm sao mà đi. Trời ơi, sống ở dưới cái thiên đường xã hội chủ nghĩa này á, để mà người ta xác nhận á, để mà người ta cấp cho cái visa không phải chuyện dễ đâu nha mấy dư luận viên, nghe không? Gọi là khủng bố mạng, đừng bao giờ nói mày không thích ở Việt Nam thì mày đi nước ngoài mày ở đi. Dân Việt Nam làm gì có quyền, dân Việt Nam không có cái quyền để họ tự đi, nhưng mà con của lãnh đạo cộng sản khỏi cần kêu nha, cũng có mạng. Con của lãnh đạo cộng sản khỏi cần kêu tụi bay ra nước ngoài ở đi, tự nhiên người ta cũng đi nước ngoài, người ta ở hết trơn rồi, nó mua nhà mua cửa ngoài đây nó ở hết trơn rồi, nha không? Nó nghe nó ngược kỳ lắm. Chạy Dương ở ngoài đây thì Dương nói mày có ngon thì mày về trong nước mày nói đi, mà con mày có bị gông cổ không, con mày có bị bắt không, con mày có bị bắn chết mẹ mày không? Nó ngồi ở ngoài nói thì vậy, còn ở trong nước người ta nói mày không muốn ở Việt Nam nữa thì mày đi nước ngoài mày ở đi. Anh chị thấy cái luận điệu của thằng cộng sản nó lật lọng không, thấy nó lật lọng không anh chị? Nó vậy đó, cho nên những người Việt ở hải ngoại đừng có tin tưởng cộng sản ha. Trời ơi cô về đi cô, ngày hôm nay xã hội Việt Nam ta tốt lắm, nó có chính sách này chính sách nọ tốt lắm, về đi. Cô chú anh chị về đi, về đi rồi biết nha. Có nhiều người ngày hôm nay qua những cái chương trình livestream của Dương cùng với những người bạn trẻ, trời ơi, họ sáng mắt sáng lòng dữ lắm. Họ nói trời đất ơi, không ngờ cái đất nước của mình nó tệ ra như vậy đó. Trời ơi, qua những cái chương trình này tôi mới biết, tôi theo dõi tôi thấy mới thấy nó tệ vậy đó. Cho nên thằng ấy, mấy thằng cũng bố mạng nó vô Facebook của Dương dữ lắm anh chị. Nó vô Facebook của Dương nó chửi dữ lắm. Nghe không, nó sợ mà. Tại những cái điều mà Dương nói là những cái điều sự thật không, mà tại với lại Dương mới ra nước ngoài có một năm mà những cái gì ở trong xã hội Việt Nam Dương giặt trần là hết chân, nó vô nó chửi dữ lắm, nghe không? Cột đèn mà có chân nó cũng bỏ đi luôn. Nói hay quá, sao giống đòn thì Dương quá vậy. Chị ơi, chị ngưng xíu uống nước đi chị. Mà Dương khăn tiếng như lắm anh chị. Đó, anh chị thấy không? Triệu Văn Hoàng này, đọc cái comment của Triệu Văn Hoàng nè anh chị. Nhìn những cái người mà đảng viên á, những người mà đảng viên mà ta có tâm đó anh chị, vô coi những dư luận viên nè, những cái thằng khủng bố mạng này là những cái người đại diện cho đảng nuôi nè. Đảng nuôi những cái thành phần này nè anh chị nha, những người đảng viên mà có trí thức á, từ công an hay là những, nói chung là tất cả những người là đảng viên á, vô coi những người dư luận viên nó comment kìa. Để anh chị thấy rằng họ đang đại diện cho đảng, họ ăn tục nói phét, họ nói bậy cỡ nào. Coi đi nha, cái bộ mặt của đảng nó phơi bày qua những cái comment của khủng bố mạng đó. Coi đi, nhưng không có chửi lại đâu. Đọc đi, vui lắm. Đọc đi để biết được cái đẳng cấp của thằng đảng cộng sản như thế nào. Vậy á mà đảng cộng sản Việt Nam nó đang bỏ tiền để nuôi 70.000 cái người giống như vậy nè. Đọc nè, comment đi, coi cho vui. Comment xuống nhiều nhiều, vô luận viên kêu á. Bình thường chửi lại không có chửi nữa, comment càng nhiều để người dân biết được cái lực lượng mà đảng đang nuôi nó ra làm sao nha. Comment nữa đi, đợi nè. Một cái người ta nói chuyện không có tục tằn tục tiểu, còn là coi dư luận viên nè, nó vô nó nói bậy nói bạ không à, thấy không? Nó càng nói nhiều thì người trong nước á, ê nó nghe này khủng bố mạng, cảm ơn nha, càng chửi nhiều á thì người trong nước và người hải ngoại người ta còn sáng mắt sáng lòng hơn nữa, chứ không phải nói nhiều như vậy đó, người ta nói Dương là khùng đâu nha. Nghe khủng bố mạng, họ nói trời đó cơ, không ngờ cái lực lượng Việt Nam á, cái lực lượng đại diện cho đảng cộng sản Việt Nam nó lại ăn dơ nói bẩn như thế này. Nó ăn cơm mà, nó chứ nó đâu phải ăn phân đâu mà sao nó nói bẩn quá trời luôn. Nó phun ra toàn là nghe mùi thối, nghe mùi khắm không à. Comment nhiều nhiều xuống, ngồi coi cái nè. Thấy không? Nay không nói nhiều mà coi nhiều cái để biết được những cái người mà đảng nuôi nó trí thức cỡ nào. Trời ơi trí thức dữ lắm. Nó những người ca ngợi đảng đó, các anh chị coi kìa, thấy không? Những người mà ca ngợi đảng anh chị thấy coi coi có ai ra ai không, có ai giống ai không?
Ngày hôm nay Dương không có tiện hưng xưng hô kêu tên người ta ra. Trời ơi, có những cái người ca ngợi đảng, ta nói chuyện chóng mặt luôn anh chị. Họ giỏi cái là khoe ngực, họ giỏi cái là khoe ngực, họ nói cả lắp ba lắp bắp nói. Rồi nay nói chuyện rồi ta nói chuyện không nổi rồi sủ đầu sủ tóc xuống làm thấy ghê lắm anh chị. Nói những người ca ngợi đảng á, bị người ta chửi như điên luôn. Ca ngợi đi. Comment nhiều đi, dư luận viên comment nhiều xuống một chút. Nó dụ cho Dương chửi rằng Dương kháng tiếng rằng Dương không nói nữa anh chị. Nó bị đuối lý. Ý là Dương không có chửi nó mà Dương nay Dương kháng tiếng rồi. Nó dụ Dương chửi cái mai Dương tắt tiếng cái Dương không chửi nó ngu à. Không có mắt mù nữa đâu. Hiểu không? Không mắt mù nữa đâu. Tao mất tiêu hết rồi. Sao không dám không nữa đi? Không nhiều vô. Trên cái trang Facebook này nè, ngày hôm nay 60 mấy ngàn người xem nha, người Việt ở hải ngoại nhiều lắm. Khòm nhiều vô đi, khòm nhiều vô, cái người Việt ở hải ngoại thấy văn hóa của cộng sản như thế này, người ta không dám về nước luôn, người ta không dám đầu tư luôn, người ta không dám chuyển tiền về nước cho gia đình của họ luôn. Làm đi, ta nói chửi càng nhiều cộng sản nó càng mau sụp chứ không gì hết trơn, nghe không? Chửi Dương càng nhiều cộng sản càng mau sụp, tại Dương đâu có nói sai. Dương nói là những cái vấn nạn của xã hội không à, Dương đâu có nói sai đâu. Cho nên chửi đi, chửi nhiều vô. Trời ơi, ngày trước cái người thân của Dương á không có biết gì hết á, trời ơi, về Việt Nam còn khen nhiều lắm nha. Trời ơi, khen Việt Nam nó đẹp thế này, khen quá trời luôn. Kể từ khi mà Dương làm livestream bây giờ đó anh chị, trời ơi, không ngờ luôn. Coi về cái đường xá ở Sài Gòn mà nó ngập, cái người thân của Dương á, trời ơi, làm sao mà người dân Sài Gòn sống được, trời, nước nó ngập vậy mà sao mà sống được. Mà mấy chục năm trời nó đã xảy ra rồi chứ đâu phải mới đây đâu. Nhưng mà kể từ khi mà Dương làm livestream, Dương nói rồi, có những cái người ở trong nước họ đưa những cái video clip lên á, Dương share ra thì người ta mới thấy anh chị. Người ta mới thấy được cái vấn nạn ở trong nước. Trời ơi, người ta nghĩ trước giờ đó Sài Gòn đẹp lắm, tại người ta về trong cái thời buổi đâu có bị ngập nước đâu. Rồi bây giờ hả, ta nói mưa ngập, ta nhìn á, trời ơi, làm sao mà dân Sài Gòn sống được trời. Người ta trố mất, trời, sợ quá không dám về nữa đâu. Chửi nữa đi, nghe không? Chửi càng nhiều đi, nghe không? Rồi đó, làm những cái điều mà gọi là giống như là tắc trách vô trách nhiệm nhiều đi, nó thể hiện lên hết hà. Ví dụ như Sài Gòn ngập ngày hôm nay đó, người ta thấy hết hà, nghe không? Người ta không có về nữa đâu. Mà dân mà Việt Kiều nó không có về là thất thu dữ lắm, nghe không? Kỳ lắm. Cái đợt vừa rồi á, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc qua Mỹ á, ta nói là sẽ đầu tư mở công ty á, vài tỷ đô hay là bao nhiêu á, ra nước Mỹ, làm Mỹ với lại Việt Nam sẽ làm ăn và nhân công sẽ giúp cho người Mỹ có việc làm. Má ơi, anh chị coi là cái video clip đó đi. Rồi đó, nổ cho dữ, nói ra ngoài đường mà trời ơi, Việt Nam đâu có thua ai đâu anh chị, cũng thể hiện ta đây Việt Nam là còn giàu có lắm, trời ơi, cũng sánh ngang với Mỹ rồi chứ đâu có giỡn anh chị. Là Mỹ, Việt Nam sẽ đầu tư qua Mỹ mở công ty mấy tỷ đô đồ này kia nọ để giúp lao động Mỹ có việc làm anh chị, nói vậy đó. Rồi bây giờ về Việt Nam, những cái người nào mà họ bán đất mà trước giờ không có sổ hồng mà giết tay với nhau á, bây giờ mày muốn có sổ hồng thì mày đóng cho tao 8 triệu nha con, 8 triệu nha con, ra nước ngoài nổ banh ta lông nhà lòng chợ, về đè đầu người dân ra đóng tiền, nó im đi. Thằng cộng sản nó khôn nhà mà nó dạy chợ lắm, ra nước ngoài chợ tao giàu có lắm nghe, nghèo mà sang chảnh, đó là cái văn hóa của người Việt Nam mình dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nghèo chết mẹ mà xài iPhone không à, gọi là xài iPhone 6, 7 không à, nghèo chết mẹ luôn, làm 4, 5 triệu chứ móc điện thoại ra là iPhone không anh chị, iPhone đời mới không à. Thì từ đâu gọi là thượng bất chính thì hạ tắc loạn là vậy đó. Ra nước ngoài nổ rồi cái bắt đầu về Việt Nam, tiền ở đâu bây giờ? Phải huy động, phải tìm bằng mọi cách huy động tiền và vàng trong dân để mà đóng góp phát triển kinh tế. Đi qua Mỹ nổ như vậy đó. Nó về bây giờ anh chị chuẩn bị nó đè đầu ra dân ra lấy tiền nữa nè. Chuẩn bị đè đầu dân lấy tiền nữa nè. Có cái sổ hồng thôi hả anh chị, mà bây giờ bỏ đóng 8 triệu đồng. Mà anh chị biết dân ở dưới quê nó đâu có tiền đâu. Dân ở dưới quê người ta nghèo muốn chết luôn. Bây giờ muốn có cái sổ hồng đóng 8 triệu đi, rồi nó làm cho cái sổ hồng. Nó Dương nói với anh chị bằng mọi thủ đoạn, bằng mọi cách nó lấy tiền của anh chị cho mà coi. Anh chị cứ ngồi đó, anh chị không có quan tâm nữa đi. Nó trời ơi, Mỹ, Việt Nam sẽ giúp cho dân Mỹ có việc làm, sẽ có thu nhập đồ này kia nọ. Coi là cái clip của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi, coi đi anh chị. Coi đi rồi ngồi đó tức máu, tức ói máu luôn. Bà không nói cũng không ai nói bà câm, thuyền cao. Ừ, tôi nói cái quyền của tôi nói cũng không được nữa hả? Coi lại cái
cái tuyên ngôn độc lập đi nha. Còn lại cái tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh đọc năm 1945 đi nha bạn nha. Bạn không phải là đảng viên mà bạn cũng muốn tôi câm nữa, thì cho nên thằng Cộng sản Việt Nam nó muốn các bạn câm là đúng rồi, phải không? Các bạn không phải, các bạn là khủng bố mạng hay là các bạn là dân thường hay gì tôi cũng không biết nữa, nhưng mà các bạn cũng muốn tôi im lặng nữa thì các bạn sống tại Việt Nam nó bóp mỏ các bạn đúng rồi. Tôi ngồi đây tôi cứ xứ sở tự do tôi nói mà các bạn cũng muốn tôi câm nữa mà. Thấy không, thằng Cộng sản nó đâu cho các bạn nó ra điều luật 77, 78, 79, 88, 258 nó nhốt các bạn đúng rồi. Tự các bạn muốn mà. Các bạn muốn thằng Cộng sản nó làm vậy mà tại dân mình muốn. Chứ dân mình không muốn mà dân mình lo làng lên rồi. Dân mình phản đối rồi, tại dân mình im lặng là dân mình đồng ý. Đáng ha, đáng nha. Im lặng đi đâu, ngồi nói giống dương được đâu. Bực mình. Hát bài nghe chị ơi, hát bài nghe cho chị ơi, hát cho chết hả anh chị? Giờ này Dương hát chắc Dương chết luôn hả anh chị? Huỳnh Văn Quyền, thôi đừng bắt trước nó. Mệt quá. Tăng giá xăng điện nước để nuôi chúng nó nè. Ừ, Hoàng Phương. Đừng có chửi nó anh chị. Nó ngu ngục. Những cái thành phần của đảng nuôi á, những thành phần ca tụng đảng, thần kinh không anh chị? Dương không thèm nói, bây giờ ta chửi quá trời kìa. Nó làm clip lên, làm clip. Tôi có mớm, tôi có mớm cái mẹ cái cho tôi mắc mớ gì. Trời ơi, con Dương nó mớm, con Dương nó môi chề. Tôi mớm là kẻ tôi. Tôi đâu có muốn tôi mớm, cha mẹ sinh tôi ra tôi mớm kẻ tôi, nó cũng lôi tôi ra được nữa anh chị. À con Dương môi trề, à con Dương môi mớm, à nó thế này, nó thế kia. Rồi tên của tôi là Thùy Dương, nó kêu tôi tên Viêm Dương luôn anh chị. Nó kêu Dương bằng Viêm Dương luôn anh chị, sướng không? Kệ tôi, làm gì vậy? Trời đất ơi, sợ lắm. Cộng sản Việt Nam giờ nó sợ Dương dữ lắm anh chị. Nó sợ lắm, nó sợ kinh khủng lắm, nó cho người vô dữ lắm. Ừ. Nó bây giờ nó không có làm cho mình cảm thấy mình nhục chí được, nó không làm cho mình cảm thấy mình nản, mình bỏ cuộc được, bắt đầu vô. À con này môi trề, con này môi mớm, mớm kệ bà nội tôi, mớm ăn hết của không con nội mấy người hay gì, mấy người nói tôi môi trề môi mớm kệ tôi, muốn mớm giống như tôi không có được đâu rồi nha. Trời ơi, muốn mớm duyên giống như tôi không có được đâu rồi nha, chứ không phải ai cũng mớm được đâu nghe chưa. Nghe không, già mớm dễ thương, nhìn mấy bà già mớm dễ thương lắm à. Kệ nó đi chị, tụi nó bị điên mà. Bao nhiêu người nghe tôi, người ta thấy tôi mớm vậy đó mà người ta có người vô ngồi nghe, phải không? Còn còn đảng Cộng sản Việt Nam nó không có mớm đâu, nó hô không mà nó cạp riết cái mỏ nó nhọn quắc luôn, phải không? Cái mỏ mớm này mà nó không có cạp cây, nó không có cạp biển, nó không cạp đất. Còn cái mỏ Cộng sản nó không có mớm, nó hô dữ lắm, nó cạp quá mà nó nhọn vậy nè. Nó nhọn, nó nhọn đi rồi mai mốt nhà của mấy thằng khủng bố mạng mà đang binh cho đảng như vậy nè, nó vô nó cạp không còn một cái gì luôn á, không? Tôi mớm kệ tôi. Ừ, anh ấy riết nói gì đây? Môi trì bây giờ người ta bỏ tiền ra để làm. Đừng có ghẹo tôi. Trời ơi, muốn mớm không được cái vô. Trời ơi, con nó môi trề, con nó môi mớm. Mớm mà cũng có người nghe nữa. Đúng rồi chị, em cũng mớm giống chị này. Ai mắc cỡ, ai cảm thấy ngại thì mớm, chứ tôi không có mớm. Tôi mớm nhưng mà tôi không có nói xạo. Tôi mớm mà tôi không có bẻ cong lịch sử. Tôi mớm mà tôi không có nói dối. Tôi mớm mà tôi không có tuyên truyền là Tổng thống đệ nhất Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm là một cái kẻ bán nước hại dân. Không phải, không? Ngô Đình Diệm, ta nói có nhiều người, ta nói hả, mệt quá trời luôn chị. Trong khi năm 1954 á, là Ngô Đình Diệm á, Tổng thống đệ nhất Ngô Đình Diệm đã giúp cho người Bắc gần 1 triệu người đi di dân trong Nam rồi. Mà vẫn còn nói, tại vì cái thể chế của ông Ngô Đình Diệm độc tài gia đình trị, cho nên hả, ông mới bị giết, cho nên ông mới bị đảo chánh. Ôi ơi, Tổng thống đệ nhất Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm mà ông độc tài, ông đâu có giúp cho 1 triệu người Bắc vào cái thời gian năm 1954 đi vô trong Nam đâu. Các bạn nhìn, các bạn muốn nói Ngô Đình Diệm xấu thì các bạn cũng phải coi những việc ông ta làm chứ. Trời đất ơi, cái đồng tiền của Ngô Đình Diệm, anh chị biết cái thời của ổng á, khi mà đi mua ổ bánh mì á, là người ta cầm tờ giấy 20 đồng, anh chị cầm tờ giấy 20 đồng, cái đi ra tiệm bánh mì, cái người ta mua ổ bánh mì. Cái bà bán bánh mì á, anh chị đâu có tiền thối đâu, cái bà xé cái rẹt, bà xé tờ tiền làm đôi luôn anh chị. Bà xé tờ tiền làm đôi luôn á, vậy mà cái tờ một phân nửa tiền kia vẫn có giá trị, đi tới chỗ kia đi mua người ta vẫn nhận cái tờ tiền đó. Anh chị thấy tiền của thời Ngô Đình Diệm nó giá trị không? Cho nên có nhiều người bạn trẻ nói trời ơi, tại vì ổng độc tài, ổng đàn áp tôn giáo, ổng đàn áp Phật giáo, cho nên có mấy trăm ngàn người Phật giáo xuống đường biểu tình, rồi Thích Quảng Đức tự thiêu. Thích Quảng Đức nào tự thiêu, có ai thấy ông Thích Quảng Đức tự thiêu không?
có hai người, cho nên Dương nói hoài hả? Có nhiều người nói Ngô Đình Diệm là này nó nọ, nếu mà Ngô Đình Diệm không tốt thì tại sao ông giúp cho 1 triệu người hơn ngoài miền Bắc đi di dân vô trong miền Nam sống một cái đời sống rất là tự do được 20 năm? Trời ơi, Dương thấy có nhiều người đi vô comment mà Dương mệt, Dương không thèm trả lời. Dương nói để Dương làm livestream, Dương nói cho nhiều người nghe luôn, chứ ngồi gõ cọc 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 từng tin nhắn mệt quá. Anh chị biết á, là Ngô Đình Diệm á, là anh chị thấy không cái khả năng của Ngô Tổng thống đệ nhất Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm không? Trời ơi, người ta ngồi người ta nói tiếng Anh kìa, người ta đi ra nước ngoài kìa. Trời ơi, lực lượng quân đội Mỹ của người ta cúi đầu mộp xuống chào tổng thống của chúng ta kìa. Ta nói hàng hàng lớp lớp không, kèn pháo nổi lình đình không đó. Ta nói hả, đánh kèn đánh trống mừng quá trời luôn. Tại vì ngày xưa cái giai đoạn đó anh chị, để mà làm được trong thời gian ngắn mà ổn định được xã hội là một cái điều không tưởng. Không ai có thể tưởng tượng được rằng tổng thống đệ nhất Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm có thể làm được điều đó trong một thời gian rất là ngắn luôn. Anh chị biết lúc đó thế giới rất là ngưỡng mộ Ngô Đình Diệm, thế giới rất là ngưỡng mộ luôn, không tưởng tượng được rằng ông có thể làm được. Cho nên có nhiều người nói là cái thời đó đó là Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo, cho nên có mấy trăm ngàn Phật tử đi xuống đường anh chị. Cái điều đó không có đúng đâu. Trong nội các của ông có nhiều người cũng là Phật tử. Các bạn chưa có nghe các clip đó nhưng các bạn không biết, ông Diệm tuy rằng là bên đạo Công giáo, nhưng mà trong những cái người làm việc cùng với ông có nhiều người là Phật tử lắm. Cho nên đừng có nghe Cộng sản nó tuyên truyền rằng ông đàn áp Phật tử. Ngày xưa đó Thích Quảng Đức, anh chị thấy khi mà đi xuống đường á, có ổng có tự đi không? Ổng đâu có đi đâu, ổng ngồi ổng khoanh chân lại, rồi có hai người đó rinh ổng từ trên chiếc xe xuống, anh chị thấy không? Sao gọi là tự thiêu? Ổng đi xuống, ổng có đi xuống từ chiếc xe ổng đi xuống không? Đâu, ổng có đi xuống đâu. Ổng ngồi trên đó rồi có hai người rinh ổng xuống, ổng đặt dưới cái lòng đường, rồi có hai người á bưng xăng đổ lên trên nhà, trên người của ổng. Có hai người bưng xăng đổ lên trên người của ổng rồi bật xăng thiêu ổng. Ổng có tự thiêu đâu, ổng có tự thiêu đâu mà cứ nói hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu. Ổng tự thiêu chỗ nào? Ổng đâu có tự thiêu. Đó, rồi bây giờ nếu mà nói ngày xưa đó, tổng thống đệ nhất Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo để cho Phật giáo xuống đường biểu tình đó để tự thiêu, ngày hôm nay đó thằng Cộng sản đàn áp gấp triệu lần như vậy đó, có ai đi xuống đường tự thiêu không? Có ai đi xuống đường biểu tình không? Ngon bước chân ra một cái đi, có ngon ngồi xuống đường biểu tình tự thiêu đi, làm đi, làm y chang như Thích Quảng Đức đã làm vậy đó. Ngày hôm nay nó là sư quốc danh quá trời luôn đó, chùa chuyện nó mọc lên hằng hà luôn đó, công an nó giả danh nhà chùa, nhà sư trong nhà chùa hằng hà đó, xong ai xuống đường tự thiêu đi. Trời đất ơi. Rồi trong lúc mà hòa thượng Thích Quảng Đức bị cháy như vậy á, xe cứu hỏa tới, anh chị biết không, những người Phật tử mà không phải Phật tử, nó giả thôi chứ không phải Phật tử, những cái thằng nó giả thôi, nó cản, nó nằm ở dưới cái bánh xe đó anh chị, nó nằm dưới bánh xe, nó cản cho những cái xe cứu hỏa đó không tới được, không tới để mà nó dập tắt cái đám cháy trên người của hòa thượng Thích Quảng Đức được. Anh chị thấy không, nó cố tình nó làm vậy để cho thế giới họ chú tâm vô, họ phê phán, họ lên án chính quyền của Ngô Đình Diệm. Trời ơi, đừng có tin thằng Cộng sản nữa, thằng Cộng sản nó kích dục Phật giáo á, nó kích động Phật giáo đó anh chị, để mà đứng lên chống đó là cái chính phủ của Ngô Đình Diệm. Còn việc cái việc mà Ngô Đình Diệm bị Mỹ bắn, bị Mỹ ám sát ám hại, đâu phải là ổng bán nước này kia nọ rồi bị giết đâu. Tại vì ổng không muốn thằng quân đội của Mỹ đưa vô trong Việt Nam, ổng muốn Việt Nam có một cái quân đội riêng. Nói hoài luôn mà đám con cháu của Cộng sản ngu lâu dốt bền khó đào tạo lắm anh chị ơi, nói hoài nó muốn chết luôn à. Ở trên YouTube có quá trời luôn, chỉ cần lên YouTube gõ về sự thật của Ngô Đình Diệm, không chịu nghe đâu, nghe kênh Việt Vision không à, lên nghe kênh Việt Vision, rồi lên nghe kênh của Cộng sản làm không à, mà không có nghe cái kênh thông tin bên kia. Dương đã học 30 năm trời ở trong Cộng sản rồi, không lẽ giờ nghe của nó nữa, phải nghe bên kia chứ, nghe bên kia để mình biết cái sự thật chứ. Tại sao mà ngày xưa cái thời của Ngô Đình Diệm có tên họ Ngọc Viễn Đông, còn giờ Sài Gòn ngập quá trời quá đất luôn, bây giờ thành đống rác rồi. Chúng ta phải tư duy cái chỗ này. Ngô Đình Diệm rất là giỏi, coi đi anh chị, coi đi anh chị, coi cái thần thái của ông đi. Anh chị thấy có khi nào mà Ngô Đình Diệm cần thông dịch viên không? Có cần đi đâu có cần thông dịch viên không? Cái người châu Á của mình, cái người Việt Nam của mình thấp bé nhẹ cân, anh chị thấy không? Người ta ổng đi ấy, tổng thống Mỹ rồi đó, anh chị thấy không? Ổng nhỏ xíu à, mà cái tướng ổng đi y chang như sạc lô vậy. Nhìn cái tướng của tổng thống Ngô Đình Diệm y như sạc lô, nhỏ xíu con à, mà cả thế giới phải ngưỡng mộ, tổng thống Mỹ phải ngưỡng mộ ổng, phải cúi đầu với ổng, tại vì ổng giỏi.
người ta không tưởng được trong thời gian ngắn mà ông ổn định được tình hình chính trị. Anh chị biết cái tình hình mà cái thời Ngô Đình Diệm nó rối ren lắm không? Nó rối ten xà beng luôn không? Có nhiều cái phe của nó trong đó lắm. Thằng này đánh thằng kia đánh thằng nọ, nó đâu nghe lời lẫn nhau đâu. Mà để ổn định được là một cái điều hết sức là khó khăn luôn. Vì có nhiều người thằng Diệm là thằng thế này, thằng Diệm là thằng thế kia. Nhưng mà sống dưới thời của Ngô Đình Diệm mà dân ta sống được tự do đó. Trời ơi, bạn trẻ ơi, đi tìm hiểu dùm cái đi nghe không? Dương cũng còn trẻ giống như các bạn nè. Tại sao Dương ngồi Dương nói được những điều này? Chúng ta phải đi tìm hiểu. Đừng học những gì Cộng sản tuyên truyền nữa. Trời ơi, Tổng thống Nguyễn Xuân Phúc đi qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi qua Mỹ mà có phiên dịch ở đằng sau. Mà trong khi Tổng thống của mình, Tổng thống Ngô Đình Diệm không có ai phiên dịch, không nhìn thấy ra hả? Chỉ cần một chi tiết đó thôi là mình đã nhìn thấy được sự khác biệt rồi. Có đâu mà ngồi cứ chửi thằng Diệm này, thằng Diệm kia, không biết cái gì hết trơn trời. Tổng thống Ngô Đình Diệm rất là giỏi nha anh chị, rất là giỏi và rất là thương dân, rất là đơn giản, bình dân phục vụ lắm, ông bình dị lắm. Những cái hình ảnh của Tổng thống Ngô Đình Diệm là những cái hình ảnh mà Cộng sản nó cố vẽ cho Hồ Chí Minh đó. Nó thì là hình ảnh của Tổng thống Ngô Đình Diệm đó, chứ không phải của ông Hồ Chí Minh đâu anh chị. Hồ Chí Minh là ác quỷ, ấu dâm, quan hệ với con cái tùm lum, vợ tùm lum la hết nha. Khi ví dụ như Dương ngày hôm nay mà Dương nó không đúng, tại sao có nhiều người ta cũng khen ngợi Tổng thống Ngô Đình Diệm thì chúng ta phải coi lại. Ừ, Dương này nó là bậy tầm bạ, mà coi lại nhiều người người ta comment, người ta bình luận xuống dưới để người ta coi, người ta biết không? Có đâu mà tao nó ngu ngục cắm xuống cắm lợn. Dư luận viên nhất là những cái người mà đáng nuôi á, Ngô Đình Diệm thế này, Ngô Đình Diệm thế kia. Trời ơi, chế hình của Ngô Đình Diệm quá trời luôn, thấy thương lắm anh chị. Sao mà ngu ngục quá vậy? Mệt ha. Cố Tổng thống Ngô Đình Diệm bị ám sát có bàn tay lông lá của Cộng sản Việt Nam ở đằng đàn em của ổng, đằng cái thế gọi là cấp dưới của Ngô Đình Diệm, họ ganh đua, họ đố kỵ với nhau, họ bắt tay với lại một số tướng của Mỹ ám sát Ngô Đình Diệm, ám hại, giết hại Ngô Đình Diệm. Vào mà xem tại sao Ngô Đình Diệm bị giết. Ngô Đình Diệm bị giết là tại vì ổng không muốn Mỹ đưa quân đội vô Việt Nam. Ổng không muốn lệ thuộc quân đội của Mỹ. Trời, quốc gia, mỗi quốc gia có một cái chính thể, có một cái quân đội riêng, chứ làm sao mà quân đội mà Việt Nam mà xài của quân đội của Mỹ được. Cái quốc gia nào thì quân đội đó, ví dụ như quốc gia nào thì tiền của quốc gia đó, phải không chị? Không có thể nào ở Việt Nam mà một quốc gia độc lập mà không có tiền của Việt Nam mà xài tiền Mỹ được. Bây giờ ra đường thì xài tiền Mỹ và trong nước cùng một lúc cũng có thể xài tiền Mỹ, nhưng phải có đồng tiền riêng của Việt Nam. Quân đội cũng vậy, cũng phải có quân đội riêng của Việt Nam, chứ làm sao mà xài quân đội của Mỹ được. Nhưng mà lúc đó ông không nghe lời Mỹ, thằng Mỹ thấy ông khó bảo quá, thấy ông khó ưa quá thì nó giết ông. Vậy thôi anh chị, đơn giản vậy thôi bạn trẻ, không có gì khó hiểu anh chị. Chúng ta đi lên trên YouTube chúng ta gõ đi, từ khóa là gì, Ngô Đình Diệm là ai, sự thật Ngô Đình Diệm. Bởi Dương lên Dương vẽ đường cho các bạn đi á, các bạn đi tìm kiếm á, Cộng sản nó sợ lắm, cho nên cho dư luận viên vô chửi Dương dữ lắm, mà chửi càng nhiều á. Những cái người ở bên ngoài á, những người Việt kiều ở bên ngoài á, họ có trong Facebook của Dương nè, họ thấy tởm lởm quá, họ không về nước nữa. Họ gọi là thằng Cộng sản nó làm vậy vô tình gậy ông đập lưng ông nó chứ không gì hết trơn á anh chị. Cho nên nó vô đây nó chửi Dương nhiều đi, nó chửi Dương nhiều càng tốt, để cho người Việt ở hải ngoại nhìn khỏi về Việt Nam. Mà anh chị biết họ khỏi về Việt Nam thì cái nguồn đô la nó cũng không còn nữa, nó bị rút ngắn lại, tiền đâu. Bây giờ thằng Cộng sản nó cần tiền dữ lắm. Mà thằng Cộng sản nó cần tiền vậy, người Việt ở hải ngoại thì về đem tiền đô. Mà bây giờ người Việt ở hải ngoại vô đây thấy nó chửi như vậy nè, Nó chửi như vậy là người ta không dám về nữa, phải không? Tại vì bộ mặt của nó lòi ra rồi, bộ mặt giả mang ác độc nó lòi ra rồi, người ta đâu dám về nữa đâu. Nhiều người Việt ở hải ngoại bây giờ người ta không dám về Việt Nam dữ lắm. Ngày hôm sáng nay, hồi sáng này Dương có coi một cái video clip của các anh. Một cái anh đó, anh ở nước ngoài về, anh mua hai cái trái táo ghi là ở Mỹ luôn á, táo Mỹ đó nha. Mà anh đổ cái nước sôi lên cái trái táo đó, trong vòng có một phút sau thôi à, xung quanh cái trái táo đó nó nổi bọt trắng lên, sôi xèo luôn. Trời ơi, tẩm hóa chất, trộn hóa chất, ngâm vô hóa chất, cho nên cái trái táo đó đổ nước sôi lên nó sôi xèo nổi bọt luôn. Anh nói trời ơi, trước giờ nghe người ta nói đâu có tin đâu, giờ làm mới tin nè. Trời ơi, Việt Nam giờ ghê quá, ăn gì cũng thấy ớn, trời ơi, ghê quá. Anh mới về Việt Nam luôn, mai mốt người ta không về nữa đâu, cho Cộng sản nó chết bây giờ. Ừ, Dương đang rảnh mà đâu có gì đâu, Dương rảnh mà, nay chủ nhật mà, Dương đâu có làm gì đâu, phải không? À, chủ nhật cho nên những người bạn trẻ tại Việt Nam bây giờ đó, mấy giờ rồi? 9:15 rồi phải không? 9:15 ở Việt Nam mà chưa ngủ đâu, Dương tám chút xíu. Đúng, thấy
thấy mà ghê, ai mà dám đề đó, dư luận viên coi đi, chửi nhiều vô. Vasugu, Vasugu, ghi xuống. Chửi nhiều vô, cảm ơn nữa, mong lắm. Cái lúc nào chứ cái lúc mà Dương làm livestream á, dư luận viên vô chửi càng nhiều càng cảm ơn, nghe không? Mấy người chửi càng nhiều thì Đảng Cộng sản nó trả càng nhiều, nó trả càng nhiều thì Đảng Cộng sản càng chết. Tại vì Việt Kiều không có về nữa, người Việt ở hải ngoại người thấy người ta sợ quá, người ta không về nữa, tiền đâu mà trả cho dư luận viên. Chửi nhiều vô, nghe không? Nói hoài luôn, nói 3 tiếng liên tục luôn hả? Bữa nay mà nói 3 tiếng là chết thiệt á, Khang Tiến. Đó, Hoàng Phương nè, Hoàng Phương nè, đó. Tội nghiệp lắm, hình như Hoàng Phương mẹ của Hoàng Phương đẻ Hoàng Phương ra lỗ hậu môn hay gì á, cho nên nói LL miết. Tội nghiệp, thấy không? Tư tưởng hay xin cho nó vô để làm lại. Công nhận viết chữ không có dấu, đọc khó đọc không? Việt Kiều không về thì Trung Kiều khắp nơi. Ờ đó, Trung của nó vô đó. Rồi lúc đó khủng bố mạng, an ninh mạng, mai mốt không có việc làm, đi ra cúi đầu với nó nha không? Ôm chân nó lên mà chùi dép cho nó. Mình là người Việt, mình sống trên đất nước Việt, nó là khách, nó vô Việt Nam thôi. Rồi mai mốt người Việt của chúng ta, mấy con cháu của khủng bố vô khủng bố mạng này nè, ôm chân nó mà chùi giày cho nó nha không? Dạ dạ, đồ học tiếng Tàu đi, lo học tiếng Tàu đi, không phải học tiếng Tàu để làm ông nội nó đâu, nghe không? Nó vô nhà mình đó, nó là khách mà mình là chủ nhà, mà mình còn phải dọn phòng cho nó ngủ, nấu cho nó ăn, quét nhà cho nó ngủ, nghe không? Nó rửa giày rửa dép cho nó, rửa son rửa nồi cho nó, trong khi mình là chủ nhà nè, đón nhận đi, vẫn còn ngu ngục thì chuẩn bị đón nhận đi nha không? Ừ, nói chuyện sầm xí đú ngồi nghe làm chi, tôi thích nói chuyện sầm xí đú vậy á. Sầm xí đú thì đi ra đi nghe làm chi. Ngày mai là ngày lễ bên đúng rồi, cũng được nghỉ làm hả Dương? Dạ nghỉ, thứ bảy chủ nhật thứ hai nghỉ, nghỉ 3 ngày luôn. Chị ơi, chị 29 tuổi phải không? Chị 30 mấy tuổi rồi, chị già lắm rồi, chị già như trái cà rồi em ơi. Hoàng Phương, tao mà thấy mày tao banh xác mày đầu tiên đó con chó ba sọc. Nè, hồi nãy giờ không thấy hả? Hồi nãy giờ tôi ngồi ở đây nè, nè làm đi. Nãy giờ tôi mấy người thấy tôi không, chứ tôi đâu thấy mấy người đâu không. Trời ơi trời, khổ ghê luôn. Anh chị thấy Dương khổ không? Anh chị thấy Dương khổ ghê nơi không? Dương làm nó bị hăm dọa đủ nơi đó, thấy khổ không? Ừ. Một Việt Kiều về Việt Nam mang về, đúng rồi. Thông thường á, một người Việt Kiều ở nước ngoài về đó anh chị, mà là mà nhiều hay không không nhiều thì Dương nghĩ họ mang phải tầm khoảng 10.000 đô. Họ mang khoảng 10.000 đô, họ về Việt Nam khoảng 230 triệu. Nó anh chị tính đi, 10 người là bao nhiêu rồi? Một người là 230 triệu, anh chị thấy không? 10 người là 2 tỷ 3 rồi. 100 người là bao nhiêu, mà trong khi ở Việt Kiều ở nước ngoài á, hơn 4 tỷ. Hơn 4 triệu, hơn 4 triệu người Việt ở hải ngoại. Đó, anh chị biết rằng hàng năm mà người Việt ở hải ngoại về như vậy biết mang bao nhiêu tiền về cho Việt Nam không? Mang biết bao nhiêu tiền cho thằng Cộng sản không? Cứ mỗi một người như vậy là 10.000 đô. Anh chị cứ nhân lên đi, thằng Cộng sản nó ngồi không, nó cũng nhận được cái số tiền đó nữa. Anh chị đi về nước, anh chị mang 10.000 đô là Dương chưa nói nghe, hàng tháng anh chị còn gửi tiền về cho người thân của anh chị nữa. Thằng Cộng sản nó nằm phe phe luôn. Bởi anh chị thấy thằng nào làm kinh tế cho ra hòm không? Người dân Việt Nam của chúng ta không sống nổi, dân Việt Nam nghèo là tại vì thằng Cộng sản nó không làm kinh tế được. Anh chị có thằng nào Cộng sản nó làm kinh tế được không? Cái lĩnh vực kinh tế nào thằng Cộng sản làm, anh chị chỉ với Dương coi coi. Nó làm tới đâu là nó đổ tới đó, nó làm tới đâu là nó lỗ tới đó. Bởi vậy nguồn lợi nhuận lợi tức đâu có đâu để mà lo lại cho người dân. Còn đất nước của người ta, người ta biết làm kinh tế nó, người ta làm ăn kinh tế có tiền, người ta lo lại cuộc sống của người dân. Còn Cộng sản không có nó đâu, nó đợi tiền ở nước ngoài gửi về, hoặc là nó cướp của người dân của nó trong nước á để nó sống mà anh chị, chứ làm kinh tế nó đâu có làm được. Làm kinh tế không làm được, nó lo cho nó còn không xong, nó làm sao nó lo cho dân được anh chị. Nó lo cướp lẫn nhau còn không xong, nó lấy gì lo cho dân. Còn đất nước của người ta làm kinh tế, người ta biết làm kinh tế, làm đâu thắng đó. Còn ở Việt Nam mình là thằng Cộng sản, nó làm đâu lỗ đó, tiền đâu lo cho dân anh chị. Quang Kevin ngồi nói nhảm mấy chục năm, hết đời này qua đời khác, đéo làm được con mẹ gì, kêu gọi chiến đi, bom xăng đâu, axit đâu. Làm đi, bạn giỏi bạn làm đi. Bây giờ tôi nói mà bạn nói tôi nói nhảm, không làm được con mẹ gì hết á, kệ tôi. Còn bạn muốn action á, bạn muốn di chuyển, bạn muốn hành động, làm đi. Làm đi em ơi, không, tôi không thích, thích nói vậy thôi hà. Ừ,
Tôi thích nói thôi, chừng nào tới cái thời điểm mà người dân ở trong nước mà người ta thức tỉnh hết rồi á, thì lúc đó bắt đầu tôi hành động mà. Còn giờ tôi chưa đâu, tôi chưa, tôi ngồi tôi nói vậy hoài luôn nè. Cho dù rằng tôi nói, cho dù mấy chục năm nữa tôi có già, tôi chết ở hải ngoại, tôi cũng ngồi tôi nói nữa. Đừng có vội, Hà Nội không vội được đâu, nè, không vội được đâu. Tôi là tôi không có vội rồi đó. Nó còn bạn muốn à, hành động bạn làm, săn đốt bạn làm đi. Tôi là tôi không có làm. Ừ, dân chưa hiểu, dân chưa biết làm đang chết mình hả? Phải nói cho dân hiểu, cho dân biết cái đã, để họ biết họ mất cái gì. Mất thì hôm nay tôi nói rồi, bây giờ già rồi vô bệnh viện, không có tiền chữa bệnh, đi nhà về nhà chết, là cái đất nước Việt Nam nó mới bị như vậy thôi. Chứ còn cái thằng ở ngoài tư bản nó không có bị như vậy. Tôi phải nói. Nói làm gì tôi nói, tôi không mệt, mấy quý vị làm gì quý vị mệt. Thấy không? Tôi ngồi tôi nói tôi tốn nước của tôi nè, thấy không? Cái nước này là lấy từ cái vòi nước ra đó. Ở đây là không có cái bình nước anh chị. Ở đây là không có những cái bình nước giống như Việt Nam đâu. Đó, tôi ngồi đây tôi nói chuyện, tôi tốn tiền wifi nè, tôi tốn tiền điện nè, đó, tôi tốn nước nè, tốn thời gian nè, tốn sức khỏe của tôi nè. Tôi không ngại mắc gì ngồi đó nói hoài năm này qua năm kia, tôi không ngại làm gì mấy người ngại. Ừ, tôi nói tôi mệt mà, ngồi gõ không cũng mệt nữa hả? Tôi ngồi tôi nói tôi không mệt. Trời ơi, chứ suối hoài mà ơi, không có vụ đâu, không dễ bị vụ đâu, suối hoài. Sợ lắm hả? Hay sao? Kêu tôi hành động đi, biểu tôi đừng có nói, nó không có đâu, tôi phải nói. Chừng nào thằng Cộng sản nó không còn tuyên truyền nữa thì ngày đó tôi không nói. Còn ngày nào thằng Cộng sản nó còn tuyên truyền là ngày đó tôi còn nói, không? Nó vẫn dùng truyền thanh mà, nó vẫn dùng báo đài xạo của nó mà, thì tôi vẫn còn nói. Tại sao nó còn dùng thì tôi không được quyền nói? Ngu à. Tôi bây giờ tôi không có lực lượng, tôi không có quân đội, tôi không có công an, tôi chỉ có cái miệng của tôi thôi, với cái iPad này thôi, với cái mạng truyền thông ở nước ngoài thôi à. Chứ tôi không có gì hết trơn. Tôi không có vội, còn mấy người vội mấy người làm đi. Làm đi, nó ở trong nước nó đấu tranh làm đi. Bơm xăng làm đi, làm đi. Ờ quên, nó có người nói với Dương, trời ơi Dương làm vậy nè, cái lượt view của Dương cao. Mỗi một lượt like như vậy là Dương có tiền. Có tiền ông nội của Dương chứ có tiền. Chỉ có cái kênh Facebook này thôi, Dương đâu có quảng cáo đâu, Dương có bán sản phẩm gì đâu mà Dương có tiền. Có nhiều người nói Dương làm này Dương nhiều tiền dữ lắm. Ở đâu ra vậy trời? Đã không có tiền rồi, từ cái nón mình mua là, nón này là chị Rose đào cho tặng nè. Còn cái áo này là anh Eric ở bên Naui ảnh tặng cho Dương nè ha. Còn tiền net, tiền đồ mỗi lần mà Dương đi ra ngoài Dương làm livestream đóng tiền chết cha luôn. Cái like này ai trả tiền cho mình? Thằng Facebook mình cảm ơn nó còn không kịp nữa anh chị. Thằng Facebook á, thằng MacBook Care đó, mình hả, mình cảm ơn nó còn không kịp. Tại vì nhờ có nó cho nên là ngày hôm nay mình mới đưa những cái truyền thông sự thật đi vào trong nước. Ở đâu ra ai trả tiền cho Dương? Chừng nào người ta, anh chị thấy không, Dương câu like, Dương câu view để Dương bán sản phẩm cái gì á thì Dương mới có tiền. Còn đằng này Dương có bán cái gì đâu mà Dương có tiền? Không có tiền gì hết trơn á. Còn ở trên YouTube á, anh chị thấy là nhiều video clip ở trên mạng á là đâu phải cái kênh đó của Dương đâu. Ai đó lấy lên không mà quá trời người lấy cái video clip của Dương lên trên trển hàng hà người luôn. Lấy họ đưa lên trển họ làm. Chứ Dương đâu có kiếm cái nguồn lợi nào từ trên YouTube hay trên Facebook đâu. Dương làm cái này mà Dương nhận một cắt bạc nào từ cái like Dương chết liền. Dương chết liền tại chỗ luôn. Không có một cái tổ chức, một cái đảng phái nào đứng đằng sau để hậu thuẫn mình, tự mình làm mà có nhiều người ác mồm ác miệng ghê lắm. Trời ơi, nó làm cái này nó có nhiều tiền dữ lắm. Một lượt like của nó là được bao nhiêu tiền đó. Ông nội ơi trời, Dương mà có Dương chết liền đó anh chị. Gọi là làm cái này là gọi là vô lợi, gọi là không có lợi nhuận đó. Trời ơi, làm ơn bớt ác giùm Dương cái đi. Thiền cao hả? Việt Tân lo hết nè. Nói được thì chứng minh được đi. Chứng minh giùm tôi đi. Nghe không? Bây giờ chỉ có cái Việt Nam là nó độc đảng thôi, cho nên nói việc này việc nọ, chứ bên Mỹ đảng hằng hà đó, bên Campuchia đảng hằng hà đó. Mà đặt đụng tới cái đảng này đảng nọ đảng đổ, giờ có hai đảng ở Việt Nam là đảng Cộng sản Việt Nam với ngoài là Việt Tân, cái gì dịnh cho Việt Tân à? Ai cũng dịnh cho Việt Tân hết. Tự tôi làm không được hả? Bởi vì ăn tới ngày cứ ăn xè tay là Cộng sản nó cho riết. Bây giờ thấy người ta làm cũng nghĩ rằng cái thằng này lo, thằng kia lo. Mày có đứa này lo, mày có đảng phái kia lo. Lo cái móc xì á chứ lo. Tôi làm tôi đâu có cần phải nhận tiền, nhận bạc gì đâu. Bởi vì cái lương tâm của mình làm thôi. Mình muốn cho con cháu, những cái trẻ em tại Việt Nam sau này nó sống tốt khi mà Việt Nam nó thay đổi thôi. Nhưng mà sự thay đổi này đâu phải mình Dương làm là được đâu. Đâu phải vài chục người trẻ ở hải ngoại la làng la sớm lên là được đâu. Cần phải sự đồng lòng của người dân trong nước nữa, của những người đảng viên trong và ngoài nữa. Chứ mình Dương nói cũng đâu thay đổi được gì đâu, phải không? Nhưng mà Dương mình phải cố gắng. Mình phải cố gắng mình làm.
ai mà trả tiền cái like này, mỗi người like không không như không nhận được một đô nữa. Một đô gì, một đồng, 100 đồng Việt Nam không có nữa chứ, một đô gì, một đô nói cho quá. Khổ ghê lắm. Trả lại tâm thần nhiều quá chị. Trả thả tâm thần nhiều quá chị. Ừ. Không có ai đâu, Dương nói lại một lần nữa. Có nhiều người nói vậy đó, làm cho người thân của Dương nghĩ rằng chắc Dương kiếm nhiều tiền lắm. Trời ơi, Dương không có kiếm tiền từ những cái chuyện này đâu anh chị, không có đâu nha. Không có nhận cách nào hết. Ở Việt Nam có hai đảng cộng sản thì tiêu rồi. Có cái đảng Việt Tân thôi, Dương không phải là thành đảng viên đảng Việt Tân, Dương không phải là member của Việt Tân nha, Dương nói lặp lần nữa. Nhưng mà cho dù rằng Việt Tân nó có ở trong nước y chang nữa cũng tốt, có gì đâu, phải không? Đảng cộng sản hay đảng Việt Tân hay là cái đảng Thùy Dương hay cái đảng Quốc Huy hay cái đảng Thanh Luân hay là cái đảng Sandy Trầm cũng được nữa. Có nhiều đảng càng tốt. Mà ví dụ bây giờ cái đảng của anh Huy đi, ví dụ vậy đảng Quốc Huy đi. À, mà đảng Quốc Huy đưa ra những cái chính sách tốt thì người dân tự nhiên người ta sẽ bầu cho anh Quốc Huy lên lãnh đạo cái nhiệm kỳ này. Cái đảng Thùy Dương là một cái đảng mang rượu, cái đảng mang cá, cái đảng lưu manh, cái đảng bị ổi, cái đảng đê tiện, cái đảng bóc lột người dân, cướp bóc của người dân, thì tự nhiên người dân nó không bầu thôi. Ví dụ như cái đảng của chị Lisa là lo cho người dân, tự nhiên cái nhiệm kỳ sau người ta sẽ bầu cho cái đảng của chị Lisa, có sao đâu. Việc tăng việc tiếp gì, việc gì không cần biết, mà cái nào lo được cho người dân, bảo vệ cho người dân có cuộc sống ấm no là người ta lo, người ta bầu, người ta chọn. Mà cái đảng cộng sản Việt Nam lo gì cho người dân đâu, không có lo cho người dân, dân nghèo chết mẹ luôn mà vẫn còn ngồi đó. Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng đó, chết mẹ đi, học lớp 1 cũng đóng tiền thấy mù nội, ngồi ca sầu sạo sầu sạo bực mình, không. Bây giờ đất nước của người ta đa đảng, tôi không cần biết, tôi không cần biết tôi cần đa đảng, cái đảng nào làm tốt lo cho dân tôi bầu thôi. Trời ơi, đảng Việt Tân là gì? Mấy anh chị hiểu đảng Việt Tân là gì mà tới ngày nhận tiền của Việt Tân? Việt Tân giàu quá mờ, phải không? Việt Tân người ta giàu như vậy, người ta thừa sức người ta cạnh tranh với đảng Cộng sản cũng được vậy. Tại sao phải sợ Việt Tân? Tôi không phải là đảng Việt Tân, đảng viên Việt Tân, tại sao phải sợ Việt Tân? Nó tham gia vào đảng Việt Tân, thằng đảng Cộng sản nó khôn quá mà. Nó đưa ra cái hiến pháp 1992 để nó đập đảng. Cái thấy thằng nào vô cái đảng nào, đảng kia. Bây giờ Dương lập đảng nó cũng nói nó là gia nhập cho đảng của Thùy Dương cho nên nó bị bắt. Dán vô cái điều luật 79 âm mưu lên chống phá lật đổ chính quyền. Ở đâu ra vậy? Đất nước của người ta thằng hà đảng rồi sao? Ta thấy thằng ngu ngục quá mà. Có nhiều người ngu ngục bưng bơ vô đảng quá mà. Ngu. Mèo trắng hay mèo đen không quan trọng, miễn sao bắt chuột là được. Đúng rồi đó Quang Nguyễn. Hiếu Phạm, điên làm sao? Nói tụi con điên, nói làm sao? Tụi làm sao điên? Nói giống như tôi đi. Nói giống như con gì ở miền Tây đó, con khoe vú khoe ngực lên nói đi. Làm livestream đi. Trời ơi, tội nghiệp lắm. Làm livestream mà Dương mở nè, thấy anh chị không? Có khi nào mà Dương khóa comment không? Không đời nào mà Dương khóa comment nha. Cho nên đó mới gọi là dân chủ. Dương không khóa comment. Tại thằng du luận viên nào nó vô nói chuyện dơ quá Dương mới lóc nó thôi. Chứ mình Dương tôn trọng dân chủ. Còn có mấy đứa vô chửi, chửi mình làm ba sọc ba que, chửi. Có can đảm chửi thì có can đảm mở bình luận ra chứ, không có đâu. Chửi cho đã, khóa luôn bình luận, không cho người ta bình luận, ngồi nói không không mình vậy đó. Ai độc quyền? Thằng cộng sản nó độc tài rồi, nó không cho người ta tự do ngôn luận rồi. Mình không nói rồi, mình bưng bô mình ca ngợi cho thằng đảng cộng sản rút cuộc cái livestream của mình á, khóa luôn comment luôn, không cho người ta bình luận. Nó tôi mà ngày hôm nay anh chị thấy không, Dương có khóa comment không? Nó chửi dơ vô cùng luôn mà có bao giờ Dương khóa comment? Dương để cho nó comment bình thường. Còn có nhiều người lên đây nè chửi nè, Sĩ Nguyễn Quốc nè, nó chửi. Bây giờ vô trong cái Facebook của mấy cái người mà ca ngợi cộng sản vô đó comment đi, sợ chết mồ nội. Có can đảm chửi, có can đảm ca ngợi cho đảng mà, được đảng bảo hộ mà, được đảng bảo kê mà, thì mở comment ra. Chứ có đâu ngồi chửi cho đã, khóa comment luôn, không dám mở comment ra anh chị. Trời ơi, kỳ vậy. Chúng ta nói đất nước của chúng ta có tự do ngôn luận thì mở bình luận ra, mở comment ra cho người ta vô người ta nói, nghe không? Sợ cái gì? Sợ cái gì mà ngồi chửi cho đã, khóa comment luôn, không cho người ta comment luôn. Nhục, nhục quá luôn á đảng ơi. Yêu đảng ca ngợi đảng mà hả? Chửi đã là khóa luôn, không cho người ta bình luận. Mở bình luận đi, nhận gạch đá không đẹp không ăn tiền. Trời ơi, sức. Sáu mồm sáu miệng là truyền thống của người con nước Việt, mà có lợi nhuận thì cũng là lẽ phải thôi. Dương nhận liền anh chị. Dương có. Có nhiều người thân gọi hỏi hả Dương, Dương làm này nhiều tiền lắm hả Dương? Trời đất ơi, tiền máy móc mình mua chết mẹ mình luôn.
Tiền mạng mình đóng cũng chết cha luôn. Bây giờ anh chị tự bản thân anh chị trong đây này có ai trả lương cho em một đồng không, nói đi là biết liền hả? Không có ai trả một đồng nào hết mà ngồi trời ơi nói với người thân Dương làm vậy nhiều tiền lắm, ông nội thần người ở đâu ra ai trả tiền cho tôi mà nhiều tiền trời, chết tôi luôn đó trời. Ta nói Dương nhiều tiền sao Dương không gửi tiền về Việt Nam, nói vậy đó, làm này nhiều tiền lắm hả Dương, sao không gửi tiền về Việt Nam đi, ốm ăn không, ốm ăn không. Hùng Văn Cao hả, chửi đã không nó. Dương không có chửi, Dương không có chửi, Dương không có chủ trương là chửi, Dương không có chủ trương mà gọi là chế hình. Nhưng mà nhiều người khác người ta sẽ làm bỏ tiền túi ra nhiều thì đúng hơn làm, mà bỏ tiền túi chết màu luôn á anh chị, bỏ tiền túi thấy mùa nội mùa ngoại luôn. Anh chị biết cái mỗi lần mà Dương làm livestream như vậy đi ra ngoài đường á là Dương sử dụng 4G, mà sử dụng 4G như vậy nó sẽ phát sinh ra một lần như vậy 79 đồng, tính ra là 150 ngàn tiền Việt Nam, mà nó báo 4 lần như vậy anh chị. Một lần mà Dương làm livestream ở ngoài đường nó báo 4 lần vậy á, 150 ngàn, 4 lần là 600 ngàn tiền Việt Nam một cái buổi livestream Dương làm ngoài đường đó. Tự mình trả tiền chứ ai trả đâu. Mà còn bị mang tiếng nữa, làm cho người ta trả tiền, nó không ai trả một đồng một cắc nào nữa. Đi về tới nhà hàng cắm đầu cắm cổ vô cắt cá hồi muốn chết. Anh chị biết nhà hàng của Dương á là nhà hàng sushi, sushi đó. Đi ra ngoài đường livestream ngửa ngửa ra livestream ngoài đường khoe đường xá của người ta, rồi cái thiết kế đường xá cây cối của người ta, con người ta là sao. Đi về nhà hàng á cắm đầu cắm cá, cắt con cá hồi ra nó cắt cá mỏng 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 vậy nè. Làm thấy mùa nội bà ngoại luôn, lại lấy tiền đặng 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 mà đăng ký mạng đi ra ngoài đường làm livestream đó chứ ai mà trả tiền. Trời đất ơi, cứ bị mang tiếng hoài, khổ ghê nơi luôn. Bữa nay chắc bị gì đó anh chị, cho nên là không sao đâu. Bữa nay chắc mạng ở Việt Nam nó bị gì á. Nó nói Việt Tân lo hết rồi nè. Tôi không biết Việt Tân là gì hết trơn, trời. Tôi không có nhận được tiền của Việt Tân mà cứ nói Việt Tân hoài. Kệ đi. Như đây. Trời ơi, 150k bằng hai thùng mì đấy chị ơi. 150 ngàn đó anh chị, biết 79. Để Dương nhân lên coi. Mỗi mà mỗi một lần như vậy cái dung lượng nó là 79, nó báo cho Dương là 79, nó dương nhân ra 79 nhân cho 2.6, 79 nhân cho 2.6, trời đất ơi 205 ngàn, 205,4 ngàn đồng cho 205 ngàn, mà nó báo 3 lần như vậy á, 3-4 lần như vậy đó, anh chị biết, anh chị nhân lên đi, gần cả triệu bạc chứ bộ ít hả. Có bữa nó cái bữa nó báo 3 lần, cái bữa báo 4 lần mà Dương nói 3 lần thôi. 205 205 nhân cho 3 thôi, 615 ngàn. Nhân cho 3 lần thôi, 615 ngàn anh chị. Bởi anh chị thấy có bao nhiêu người họ đi livestream ở bên ngoài đường giống như Dương. Anh chị coi đi, anh chị kiểm tra đi. Anh chị kiểm tra coi ngày hôm nay bao nhiêu người đi làm, không phải Dương nói để Dương so sánh với họ, mà anh chị biết rằng đi ra ngoài đường làm livestream tốn tiền mạng dữ lắm không. Đi ra ngoài đường làm livestream, đứng ở ngoài đường làm livestream tốn tiền mạng kinh khủng luôn. Đếm có bao nhiêu người họ đi ra ngoài đường họ làm như vậy, bao nhiêu người làm, làm được bao lâu. Nó 615 ngàn tiền Việt Nam trong vòng một buổi livestream của Dương làm có thể là có lúc lên tới 2 tiếng đồng hồ là 615 ngàn một buổi. Có một cậu bé tại Gia Lai, cậu bé này mới vừa 13 tuổi. Trong thời gian vừa qua cậu có viết những cái tờ giấy A4 đó anh chị. Trên cái tờ giấy A4 cậu ấy có ghi cái nội dung rằng là Formosa Get Out. Thì khi cậu ghi Formosa Get Out và cậu làm những cái chương trình livestream, anh chị biết rằng là mới có 13 tuổi thôi. Thì Dương thấy được cậu bé này làm livestream khoảng đâu 2-3 lần gì đó anh chị. Thì bị bắt đưa vô trong trại giáo dưỡng. Thì Dương thấy một thời gian dài Dương không thấy cậu này online nữa. Tại vì công việc cũng nhiều quá cho nên là Dương cũng không có hỏi thăm. Dương cũng có nhắn tin nhiều lắm nhưng mà thấy cậu ấy không có trả lời lại anh chị. Thì ngày hôm nay lên Facebook thì Dương mới thấy rằng là cậu ấy nói rằng cậu ấy bị bắt đi vô trong trại giáo dưỡng. Tại Việt Nam mới có 13 tuổi thôi mà bị bắt đưa vô trong trại giáo dưỡng, bởi vì nêu lên những cái chính kiến của mình về những cái vấn nạn xã hội. Tại vì cậu bé này 13 tuổi mà cậu ý thức được rằng là ngày hôm nay cậu phải lên tiếng để cho đòi hỏi lại một cái môi trường biển trong sạch để cậu có con cá biển nó an toàn, nó không bị độc hại để cậu ăn, cho gia đình cha mẹ và em út của cậu này ăn. Nhưng mà cộng sản cũng bắt cái cậu bé 13 tuổi này đi đưa vô trong trại giáo dưỡng luôn chị, và cũng bắt cậu bé này hỏi là vì sao mà lên tiếng phản đối Formosa. Cậu bé này tại Gia Lai đó anh chị, tại Gia Lai nha. Thì cậu bé mới nói rằng là tại vì Formosa giết hại môi trường biển, Formosa làm cho cá chết,
làm cho cái môi trường sinh thái đó không còn trong sạch nữa, và người dân ở đó không có còn đánh bắt cá được, họ không thể làm nghề đánh bắt cá được. Cho nên tôi là một công dân Việt Nam, tôi cũng có liên quan đến, cho nên là tôi ngày hôm nay tôi giết, tôi phản đối Formosa. Đó, thì vì cái lý do như vậy thôi mà cậu bị nhốt hết một tháng trong trong cái trại dưỡng làm trại giáo dưỡng anh chị, thì cảm thấy xót xa hơn. Cái tuổi 13 tuổi, thời gian vừa qua chắc có lẽ anh chị và các bạn nhìn thấy được một cái cô bé gái ở bên Mỹ, cổ khoảng chừng 12 đến 13 tuổi, mà trong cái giai đoạn bầu cử tổng thống Mỹ, vận động tranh cử tổng thống Mỹ anh chị, thì chúng ta thấy có một cái bé gái nêu lên cái quan điểm chính trị của mình và được rất là nhiều người lớn ca ngợi về cái quan điểm của cô ta. Cô ta rất là sắc bén, rất là nhạy bén. Tại sao ở một cái xứ sở mà đối với Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên truyền rằng đất nước đó là khủng bố, là không ổn, Mỹ là một cái nước đế quốc, là một cái nước thù địch, mà tại sao có nghĩa là người ta được tự do nêu lên cái quan điểm chính trị của mình, người ta nêu lên những cái gì, những cái suy nghĩ của mình đối với cái đất nước. Còn tại Việt Nam cũng là một đứa trẻ tương đương xem tuổi với nhau, cũng khoảng 12, 13 tuổi, nhưng mà tại Việt Nam thì bạn này lại bị bắt đưa vô trong trại giáo dưỡng anh chị. Rõ ràng một cái xã hội của chúng ta là một cái xã hội bị bóp nghẹt hết tất cả những cái quyền tự do ngôn luận, không có tự do ngôn luận gì hết. Thêm một cái nữa là ngày hôm nay Dương được người thân của Dương thông báo rằng là ở ngoài ngoài Bình Thuận đó anh chị, ngày hôm nay cách đây vài năm có nghĩa là những giấy tờ nào mà đã được chuyển nhượng nhưng mà viết tay đó anh chị, chưa có làm, chưa có được sang sổ hồng, chưa có sổ hồng đó, mà họ buôn bán với nhau mà viết tay với nhau á, ngày hôm nay muốn có được sổ hồng như vậy á, sổ hồng như thế đó, thì anh chị biết rằng là họ yêu cầu phải đóng 8 triệu đồng tại tỉnh Bình Thuận. Thì Dương không biết là trong số anh chị em ở đây ai tại Bình Thuận, thì anh chị nếu mà thông tin này, anh chị có nghe được thông tin này thì hãy xác nhận dùm. Người thân của Dương quê tại Bình Thuận nói với Dương rằng là những cái người mà trước đây mà họ mua nhà mua đất đó mà không được sang tên, không có sổ hồng, mà chỉ là viết tay với nhau, ngày hôm nay để có những cái sổ hồng như vậy thì phải đóng cho cái cơ quan làm việc đó 8 triệu đồng để có được cái sổ hồng. Và thêm một cái thông báo nữa là như thế này: ở ngoài Bình Thuận ngày hôm nay Trung Quốc đi vào trong Bình Thuận rất là nhiều. Đối với những cái người mà họ trồng thanh long, mà nếu như thanh long mà có trái đó thì họ mua thanh long với giá rất là rẻ. Tuy vậy họ đang thúc đẩy cái chuyện họ mua đất, họ đè cái giá thanh long xuống nhưng mà họ đưa cái giá đất lên rất là cao để họ mua đất. Thì đây là một cái thông tin Dương muốn nói gửi gắm đến những cái người đang sống tại Bình Thuận. Nếu anh chị nào mà có một cái ý định là anh chị sẽ bán đất cho Trung Quốc thì anh chị nên cẩn thận một chút xíu. Tại vì khi mà anh chị bán đất rồi anh chị sẽ không còn một cái nguồn sống nào cả. Cho nên anh chị nên suy nghĩ. Đó là một cái thông điệp, một cái thông tin mà người thân của Dương muốn nhờ Dương gửi đến với bà con ở tại Bình Thuận, để cho thông báo cho mọi người biết rằng là Trung Quốc nó đang có ý định là muốn mua đất ngoài Bình Thuận, và họ đè cái giá thanh long xuống rất là thấp để cho bà con cảm thấy bất mãn. Trồng thanh long không có giá cho nên là thôi trồng thanh long không có giá bán đất chứ để làm gì anh chị. Đó là một cái chiêu của Cộng sản Trung Quốc đang làm. Anh Nắng Ban Mai, mình ở Bình Thuận đây đó, thì người thân của Dương cũng ở Bình Thuận, Hàm Thuận Nam, ở chỗ Hàm Thuận Nam anh chị, Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc đó, thì Dương muốn gửi đến anh chị những thông báo này ha. Hiện tại anh chị biết rằng ở ngoài Hà Nội nhiệt độ ngày hôm qua, ngày hôm kia, khi mà nhân viên họ lấy một cái đồng hồ để họ đo nhiệt độ, họ để xuống cái lòng đường đó anh chị và các bạn có biết không, thì cái nhiệt độ nó nhảy từ 32 độ, 36 độ, nó nhảy từ lên đến 52 độ anh chị. Nhiệt độ ngoài Hà Nội đang rất là nóng, mà anh chị biết rằng á, cái nhu cầu của chúng ta là chúng ta cần bóng mát, chúng ta cần cây xanh rất là nhiều. Nhưng vừa qua có những bài báo thông báo rằng là Hà Nội đang lên kế hoạch để đốn hạ mấy ngàn cây xà cừ. Thì có ai đang ở Hà Nội không anh chị? Có ai đang ở Hà Nội không? Sáng hôm nay Dương ngủ dậy, Dương lướt trên Facebook thì Dương thấy có những anh chị đưa những cái tấm hình có những cái cây xà cừ bị đốn hạ rồi. Mà Dương không dám chắc chắn đây là những hình ảnh cũ hay là những hình ảnh mới. Thì cho nên Dương hỏi với anh chị rằng là những cây ngày hôm nay ngoài Hà Nội họ đã chặt cây chưa? Ở ngoài Hà Nội họ đã đốn hạ cây chưa? Tại vì Dương đã biết rằng họ đã có thông báo họ sẽ chặt mấy ngàn cây lận anh chị. Anh chị thấy không? Dương làm livestream, Dương đi ra ngoài đường, Dương quay ngoài cảnh cho anh chị thấy. Bất cứ
nơi nào Dương đi tới cũng đều có hình bóng của cây xanh. Bất cứ chỗ nào trong cái livestream của Dương mà Dương đi ngoại cảnh á, là ở đâu cũng có cây xanh hết. Anh chị ở Việt Nam có nghe rõ Dương không? Có một số người đang nói là không còn nghe được nữa. Có một số anh chị nói là không còn xem được nữa. Anh chị có xem được Dương không ạ? Ở Sài Gòn hiện tại ở Việt Nam có còn xem được Dương không? Dương thấy có một số anh chị nói là đứng hình luôn rồi. Ở tại Việt Nam á, nghe rõ ok. Thì anh chị biết rằng á, cái nhu cầu của chúng ta là chúng ta được sống trong một cái môi trường trong lành, sạch sẽ và nó mát mẻ. Anh chị biết ở bên đây là một cái xứ, nơi Dương đang ở là Bắc Âu, là một cái xứ lạnh tình nồng, anh chị, xứ lạnh lắm. Nhiệt độ bây giờ là 14 độ mà ở ngoài trời đang mưa rào nha anh chị. Và nếu như mà cái nhiệt độ ở bên đây mà nó có cao khoảng chừng 28-29 độ đi chăng nữa đó anh chị, thì người ở bên đây người ta cũng thích đi ngoài nắng hơn là đi trong mát. Tại vì sao? Đi ở trong bóng mát nó lạnh dữ lắm. Đi trong bóng mát nó rất là lạnh. Đã là một cái xứ sở Bắc Âu rồi, cái xứ lạnh rồi, mà xung quanh Dương á, nơi nào mà Dương đi tới đều có bóng dáng của cây xanh hết. Đều có bóng dáng của cây xanh hết. Và họ ở đâu đó những nơi mà không có cây á, là họ trồng cây anh chị. Họ trồng cây. Tại vì sao? Đất nước của người ta lạnh quá trời quá đất mà người ta vẫn trồng cây. Còn khi đất nước của mình nó nóng quá trời quá đất luôn, dân đang kêu ca dữ lắm. Có một cái anh đó, anh lấy cái chảo, anh đem cái chảo ra, anh đặt dưới lòng đường, anh đổ cái miếng dầu lên, anh đập cái trứng gà ra. Xong rồi trong vòng 30 giây thôi, cái lòng trắng trứng gà nó đã chuyển sang màu trắng, nó chín luôn anh chị. Và 10 giây sau là cái lòng đỏ nó chín luôn anh chị. Thấy được cái nhiệt độ Việt Nam mình á, nó nắng, nó nóng cỡ nào không? Vậy mà chính quyền Hà Nội vẫn đưa ra cái quyết định là họ chặt bỏ cây. Chẳng khác nào con người của chúng ta mà đi cắt bỏ cái lá phổi của mình. Họ vẫn làm được anh chị. Cái điều này là cái điều hết sức là nghịch lý, là vô lý. Các anh chị rõ ràng là anh chị cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn khi mà anh chị đi tới những cái hàng cây nó có cái bóng mát. Anh chị sẽ đứng đó, anh chị nghỉ ngơi, cảm thấy nó nhẹ người đúng không? Còn ở Việt Nam ngày hôm nay có những cái hàng cây đó đó, để mà có cái tàn lá như vậy anh chị, lâu lắm nó mới bự lên được, nó mới có tàn, cái tán to để nó có bóng mát được. Bây giờ họ chặt rồi họ trồng những cây mới xuống. Cũng cái thời gian, những cái thời gian vừa qua đó anh chị, họ để những cái cây con xuống mà họ quên lấy cái lớp bịt mũ ở dưới á. Khi mà họ ươm cây á, thì họ có những cái lớp bịt mũ ở dưới cái gốc cây phải không? Thì khi họ đào lỗ xong cái họ đặt cây xuống đó anh chị, cái họ quên lấy cái bịt mũ ra luôn. Họ không lấy bịt mũ ra thì cái rễ cây làm sao nó chọt ra cái bịch ni lông được. Thì cái rễ cây nó chỉ trong cái phạm vi đó thôi. Thì khi mà gió nó thổi mạnh á, thì cây nó lập tức nó ngã xuống anh chị. Nó ngã nó chết hết trơn luôn. Tại sao cái cây mà chúng ta trồng á, lâu năm để có được cái tàn cây như vậy, họ không biết cách làm sao để họ bảo vệ nó, họ chăm sóc cho nó, trồng đã đời cực khổ luôn, tự nhiên giờ chặt bỏ hết trơn. Trồng cây nhỏ lên biết bao nhiêu năm nó mới thành những cây bự đó. Mà ở dưới cái thời cộng sản anh chị, cây đó không có kịp lớn đâu, bị chặt nữa cho mà coi. Thì dân của chúng ta sẽ tiếp tục đón những cái hạn hán từ năm này qua năm kia. Và Dương bảo đảm với anh chị, năm nay nó lên tới 52 độ, thì năm sau nó sẽ lên tới là 60 độ cũng có khi, nó lên tới 70 độ cũng có khi. Mà cái chuyện chặt cây này không đáng bàn bằng cái chuyện cái sức khỏe của chúng ta nè. Cái ánh nắng đó nó làm cho con người của chúng ta nó bệnh kinh khủng lắm. Anh chị bây giờ mà cái mùa này anh chị đi vô bệnh viện Hà Nội đi, anh chị đi vô bệnh viện Chợ Rẫy đi, ngập người ở trong đó đó. Tại vì nắng nó dễ làm cho, mưa nhiều quá cũng bệnh, mà mưa nó đỡ hơn là nắng. Nắng nhiều nó làm cho người ta bệnh dữ lắm. Anh chị thấy thằng Cộng sản nó là vua phá hoại không? Thấy thằng Cộng sản nó là vua phá hoại không? Nó không giúp mang lại cho đời sống của chúng ta có một cái sức khỏe tốt, mà đằng này nó phá hoại của chúng ta từ bên trong ra bên ngoài luôn. Vậy mà vẫn có những cái con người họ hàng ngày họ cũng ca ngợi cái đảng Cộng sản, đảng Cộng sản này quang vinh muôn năm. Họ đang làm những cái điều mà đối với chúng ta nhìn là chúng ta không chấp nhận được rồi, mà vẫn ca ngợi là quang vinh muôn năm. Thì Dương cũng không biết rằng họ đang ca ngợi cho cái gì nữa. Cái sức khỏe của họ đang bị đe dọa mà họ cũng ca ngợi nữa anh chị. Hai anh chị thấy nó kỳ cục không? Rồi thêm cái nữa anh chị, ngày hôm nay là Dương thấy ở ngoài Hà Nội đó, gọi là cái dịch châu chấu. Ngày hôm nay ở ngoài Hà Nội Dương thấy là dân đang rất là khốn khổ, đang rất là lo lắng vì cái việc châu chấu. Anh chị có biết là ngày hôm nay ở ngoài Hà Nội đang đón một cái dịch châu chấu không? Anh chị có nghe đọc, có anh chị có ai mà đọc được cái tin này không?
châu chấu đang phá hoại mùa màng ngoài tại Hà Nội nữa anh chị. Bây giờ chim chim chóc ở trên trời á, thì bắt giăng lưới bắt hết trơn luôn. Để làm gì anh chị? Vào những cái ngày mà chùa chiền lễ hội để phóng sinh đó, anh chị thấy trong trong cái lồng chim á, có rất là nhiều con chim trong cái lồng đó, rồi đem đi vô bán anh chị, đem vô bán để cho những cái người nào mà có phát tâm từ thiện đó, mua những cái lồng chim đó đặng thải là phóng sanh. Tự nhiên bây giờ nó đang sống ở ngoài trời nè, tự nhiên cái giăng lưới bắt nó mà con chim làm nhiệm vụ làm gì, bắt sâu, bắt châu chấu, bắt cào cào, nó ăn hết những cái con đó anh chị. Mà bây giờ giăng bắt hết trơn luôn, bắt hết để nhốt trong lòng, rồi đem đi vô trong chùa bán, để cho những cái người mà đi chùa đó, họ mua, họ phóng sanh. Cái xã hội mình nó chỉ có xã hội Việt Nam nó mới kỳ cục như vậy thôi anh chị. Ở bên đây đâu có cái chuyện đâu, ở bên đây không có cái chuyện mà mua chim phóng sanh nè nha. Ở bên đây là không có cái chuyện mua chim phóng sanh. Tố cáo là bị thủ tiêu liền. Cho nên mấy ông đừng có giả nhân giả nghĩa, Đảng Cộng sản Việt Nam đừng có giả nhân giả nghĩa quá. Trời ơi, bây giờ yêu cầu luật sư là phải tố cáo thân chủ của mình nếu biết thân chủ mình phạm tội. Nếu mà cho mà tố cáo đàng hoàng, xử lý đàng hoàng là mấy ông đảng bự á, là bị bắt bỏ vô tù hoặc bị tử hình hết rồi. Tại vì mấy ông phá quá trời mà, phá từ trong từ trên xuống dưới luôn. Từ ngoài Hà Nội đi vô tới miền Trung, tới miền Tây luôn. Đó là những người đó mới bị đó anh chị. Nhưng mà cái luật của mình tào lao lắm. Cho nên chúng ta cần phải đấu tranh để chúng ta đòi hỏi một cái đa nguyên, đa đảng là như vậy. Tôi không có đồng ý, Dương ngày hôm nay ví dụ như Dương không thích cái Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi đứng ra tôi lập một cái đảng A nào đó đi theo cái đường hướng của tôi. Nhưng mà nếu người dân cảm thấy là cái đường hướng của cái đảng A này nó đúng, nó hợp, thì người dân sẽ bầu cho cái đảng A này để đảng B qua bên. Chứ có đâu mà tào lao quá để người dân nhức đầu, mà những người trí thức tại Việt Nam họ cũng nhức đầu nữa. Họ đi theo họ sửa không cũng mệt đó anh chị. Đưa ra những cái hiến pháp, ra những cái điều luật, những cái điều khoản mà thấy tào lao xịt bợp rồi, tào lao chứ. Dương nói cho anh chị biết nha, cái vai trò của một cái người luật sư ở bên đây nó cao dữ lắm đó anh chị, nó quan trọng vô cùng luôn á. Có một cái vấn đề gì mà liên quan tới luật ở bên đây là anh chị trước tiên anh chị phải tìm luật sư trước. Một cái vấn đề gì mà liên quan tới ở nhà nước anh chị mà anh chị đụng chạm tới pháp luật rồi nó đẩy qua luật sư trước. Luật sư nó quan trọng lắm, bởi Dương nói xui cho những người mà luật sư tại Việt Nam học luật ra rồi sống tại Việt Nam nó kinh khủng khiếp lắm anh chị. Chúng ta không có một cái môi trường phát triển lành mạnh, không có vui ha. Không ngộ lắm, cái trang Facebook của Dương á, nó vô nhiều lắm anh chị, lúc nãy nó vô dữ lắm. Không sao, nó vô càng nhiều Dương nói càng nhiều. Những người bạn trẻ cho Dương hỏi rằng ngày hôm nay các bạn ngồi mà các bạn thấy Dương đội cái nón này, Dương đội nó cái nón này, Dương mặc cái áo này, các bạn trẻ tại Việt Nam á, các bạn có cảm thấy khó chịu không? Các bạn cho Dương cái suy nghĩ của các bạn nha. Dương cố ý Dương đội cái nón này, Dương mặc cái áo này trong cái chương trình livestream ngày hôm nay để Dương hỏi các bạn, khi mà các bạn thấy Dương đội cái nón này với cái áo này làm livestream á, suy nghĩ của các bạn như thế nào? Kể nó vô nó chửi nhiều vui anh chị, không muốn quan tâm, Dương không quan tâm với tụi nó nữa, chửi dơ miệng lắm. Đã không chửi nó mà Dương còn bị khan tiếng nè, mà Dương mà chửi nó cái mai Dương khỏi nói luôn anh chị. Những người bạn trẻ tại Việt Nam á, những người bạn trẻ tại Việt Nam á hỏi á, cho Dương hỏi rằng là các bạn có cảm thấy khó chịu khi Dương đội cái nón này với cái áo này không, trên cái áo có hình lá cờ này không? Tại vì Dương biết rằng á, tại Việt Nam nhiều người bạn trẻ sinh ra và lớn lên á là thấy hình lá cờ đỏ ngôi sao vàng, cho nên khi các bạn nhìn thấy cái hình của lá cờ vàng ba sọc đỏ này nè, có nhiều người sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Tại vì trong suy nghĩ của các bạn á, là các bạn sẽ nói rằng là đây là những cái con người phản động, cờ vàng ba que, cờ vàng ba sọc, thế này thế kia. Tại vì đó là cái mà Đảng Cộng sản nó tuyên truyền để cho các bạn cảm thấy dị ứng với cái màu cờ này. Thì những người bạn cho Dương biết rằng là các bạn có cảm thấy khó chịu với cái nón của Dương, với cái áo của Dương đang mặc không? Nhìn giống vệ sĩ hả? Dương cố tình Dương mặc để Dương hỏi anh chị, tại vì thời gian vừa qua cũng có một số người trẻ tại Việt Nam á, khi mà họ ra nước ngoài thì có những anh chị cô chú của Việt Nam Cộng Hòa mời họ đứng dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ, thì họ không chịu đứng và họ có vẻ mỉa mai hình lá cờ vàng ba sọc đỏ này, và họ nói rằng là Việt Nam Cộng Hòa cũng đáng tội, là tại vì Việt Nam Cộng Hòa đã thua trận, đã rút lui để cho ngày hôm nay họ phải có một cái cuộc sống khổ sở như vậy, và họ oán hận Việt Nam Cộng Hòa và họ không đứng dưới lá cờ này. Thì cho nên là ngày hôm nay Dương muốn hỏi với lại các bạn rằng là các bạn trẻ ở Việt Nam á, là các bạn có thấy khó chịu khi Dương đội cái nón này không, mặc áo này không? Rất đẹp, Karen rất là thích vậy hả? Cái lá cờ này nè, so với lại cái lá cờ đỏ ngôi sao vàng, thì các bạn cảm thấy cái nào nó nhẹ nhàng hơn, cái nào nó dễ chịu hơn?
Tại vì anh chị biết rằng là có nhiều người bạn trẻ khó chịu với cái màu này lắm. Tại vì họ trong cái tư tưởng của họ, anh chị, không thể xóa trong nay mai được. Không thể một ngày một bữa mà giúp cho họ hiểu ra cái vấn đề được. Tại họ nghĩ rằng cái lá cờ đỏ sao vàng thì vẫn là lá cờ của quốc gia. Tại vì họ lớn lên, nếu mà tính theo dương, ngày hôm nay cũng 32 năm rồi. Ít nhiều 32 năm, hình ảnh cái lá cờ đỏ sao vàng nó cũng nằm trong cái đầu của mình. Cho nên là Dương muốn hỏi họ. Nói chung cũng đẹp mà nhìn nhìn nón đen và áo đen cũng tối quá hả? Ừ, tại Dương cố tình nó như vậy mà. Tối nay chắc Dương no nê. Con vẹm này phản động hả? Dương làm gì phản động? Dương đâu có làm gì đâu phản động anh chị. Dương đâu có làm gì đâu, Dương đâu có chặt cây đâu, Dương đâu có bán đất đâu anh chị. Anh chị, những người bạn trẻ tại Việt Nam ngày hôm nay có nhiều người họ vẫn lên họ ca ngợi. Họ ca ngợi đảng cái gì? Đảng đã cho ta một mùa xuân tràn ước vọng. Ừ, ngày hôm nay đảng đã cho ta một mùa xuân ghê không? Mùa xuân vừa rồi đó trên Sài Gòn, đó trên thành phố Hồ Chí Minh đó, ăn xuân lớn không? Ăn Tết lớn không? Nước nó ngập bình địa luôn á. Đảng đã cho ta một mùa xuân đó. Ừ, một mùa xuân ăn không được. Một mùa xuân Sài Gòn ngập nước. Một mùa xuân thành phố Hồ Chí Minh đầy nước. Hoa bán Tết nó nổi lên bền như vậy nè. Rác nó nổi lên bền như vậy nè. Ai yêu Bác Hồ Chí Minh, hơn thiếu niên, nhi đồng. Rồi giờ giáo dục Việt Nam ấu dâm, hiếp dâm học sinh quá trời quá đất luôn nó. Các bạn đừng nói ngang tôi thuộc. Nhưng thuộc à nha. Khang tiếng rồi anh chị. Bữa nay nó bước bớt lại chứ bông qua la dữ quá. Nó lớn quá nè, khang tiếng rồi. Áo và mũ có lá cờ đỏ đẹp lắm. Có lá cờ đỏ đẹp lắm em à. Khá xinh với cờ vàng ba sọc. Dương đang hỏi những người bạn trẻ nha. Dương hỏi những người bạn trẻ. Các bạn trẻ hãy cho Dương một cái cảm, một cái suy nghĩ thật sự của các bạn cho Dương biết. Các bạn hãy nói thật sự cái suy nghĩ của các bạn. Dương không hỏi cô chú ở hải ngoại. Dương không hỏi những cái người yêu Việt Nam Cộng Hòa. Mà Dương hỏi những người bạn trẻ sống ở dưới cái lá cờ đỏ và sao vàng đó. Các bạn hãy cho Dương một cái cảm nhận thật sự của các bạn. Các bạn nghĩ gì? Các bạn có cảm thấy khó chịu không? Tại vì anh chị biết khi mà Dương chưa hiểu, Dương cũng cảm thấy khó chịu mà. Khi Dương chưa hiểu ý nghĩa của lá cờ vàng ba sọc đỏ, Dương cũng nghĩ rằng cái lá cờ này là cái lá cờ không tốt, những cái con người của Việt Nam Cộng Hòa là không tốt mà. Cho nên anh chị các bạn trẻ, nhất là tại Việt Nam, các bạn cứ nói đi. Để mà Dương biết, để mà Dương có thể Dương nói cho các bạn nghe, để các bạn hiểu rõ hơn, để các bạn không còn phải cảm thấy khó chịu với cái lá hình lá cờ vàng ba sọc đỏ nữa. Mùa xuân không có oxy để thở, đúng rồi. Việt Nam không ai có mà có hình đó xem là phản động bắt nhốt rồi. Ngày hôm qua khi mà Dương đăng cái hình cái nón này lên đó anh chị, thì có một số những người bạn trẻ có vẻ rất là thích, tại Việt Nam rất là thích. Nhưng mà anh Trịnh Du anh nói rằng là gửi về Việt Nam nó sẽ lục soát và nó sẽ lấy hết những cái nón này, cho nên là không thể gửi về Việt Nam được. Anh chị thấy không, sống ở xứ sở tự do xuống không, muốn làm gì làm, muốn mặc gì mặc, muốn nói gì nói, muốn đội gì đội, anh chị thấy không. Còn tại Việt Nam anh chị á, ngay cả cái đội của anh chị cũng bị kiểm soát nữa. Anh chị muốn thể hiện cái tình yêu của mình đối với một cái vật gì đó, anh chị cũng không thể hiện được nữa. Anh chị muốn nói lên cái quan điểm của mình đối với một cái sự sai trái, anh chị cũng nói không được nữa. Thì anh chị có tin rằng là Việt Nam của chúng ta đâu có tự do về ngôn luận đâu, không có tự do về cái gì hết trơn, về tự do về đội, tự do về mặt. Ngày hôm nay để mà đội về cái nón này, anh chị đâu có được tự do đội đâu, anh chị đâu có được tự do mặt giống như Dương đâu, anh chị thấy không. Cho nên đừng bao giờ nói trời ơi, đất nước này tự do lắm, đất nước này hả, muốn gì cũng có hết đâu, thử lấy cái lá cờ vàng này kia đội thử coi, đội cho nhiều cho thử coi, có công an có canh không, có cắt cổ không, có một cái miếng vải để với cái tổ yến với hộp mà tổ yến thôi, nước yến thôi mà cũng cắt cổ con ta nữa, tự do ghê không, của mấy thằng là dư luận viên mệt quá. Dương nói cho anh chị nghe rằng mai mốt nếu mà Việt Nam mình mà có tự do đó, những người tri thức mà họ đứng lên họ đấu tranh có tự do đó anh chị, chúng ta đi kiếm cái đảo nào mà ngày xưa giờ chưa có người ở đó anh chị, mang những người mà yêu cộng sản anh chị để riêng ra một cái đảo đó, cho nó thành lập cái đảng cộng sản của nó ở ngoại, cho nó sống chung ở ngoại, đem lá cờ, đem Hồ Chí Minh ra cái đảo đó, cho nó ôm cái lá cờ đó, ôm Hồ Chí Minh sống chung. Anh chị nhớ nha, những cái gương mặt mà ngày hôm nay mà họ ca tụng cho cái đảng cộng sản đó anh chị, một ngày nào đất nước Việt Nam mà có đa đảng hay gì đó mà đảng cộng sản không còn đó, anh chị ráng thương nó nha không, tại vì nó tôn sùng cái đảng quá trời luôn mà, nó tôn sùng quá trời, anh chị ráng thương nó, kiếm một cái mảnh đất nào đó để cho họ ở riêng ra một bên nó, cái phe yêu đảng yêu bác cho họ sống chung với nhau, kiếm cái hòn đảo nào á nơi vắng người đó, đem cái lá cờ đỏ, đem hình Hồ Chí Minh, đem tượng Hồ Chí Minh đem ra ngoài cho họ, họ sống chung với nhau, một bang nhôi chung với nhau. Chứ còn giờ đừng có bắt dân sống chung, dân không có ưa. Đa phần là dân Việt Nam giờ người ta không có ưa nha không. Còn nói tôi á,
Ngày hôm nay á, mày ra nước ngoài rồi mày không có quyền. Nói nghe nè, tôi vẫn là công dân Việt Nam nha. Tôi mới ra Việt Nam có 1 năm à, tôi vẫn là công dân Việt Nam, tôi chưa có hủy bỏ quốc tịch Việt Nam. Cho nên tôi có quyền tôi nói nha không? Đừng có nói rằng á hả, mày không phải là mày bỏ nhà, mày bỏ cửa, mày bỏ nước mày ra đi rồi cho nên mày không có quyền. Đừng có nói vậy nha không? Mình có ăn có học, đừng có nói ngang tàn vậy nha không? Nó nghe ngứa lỗ tai lắm. Rồi thậm chí có nhiều người nói như vậy nè. Mày có ngon mày về Việt Nam mày nói đi, mày đừng có ngồi ngoài mày nói. Bây giờ nè, ở trong nước có người nói rồi chứ bộ không có ha. Luật sư Nguyễn Văn Đài nè, Trần Huỳnh Duy Thức nè, mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nè, Trần Thị Thúy Nga nè. Người ta ngồi ở trong nước người ta nói rồi. Rồi mấy ông mấy bà đang làm gì người ta vậy? Hả? Bây giờ biểu tôi về trong nước tôi nói, mà ở trong nước có người nói giùm rồi. Mà người ta nói xong người ta chui vô tù luôn rồi, bị bắt, bị dán vô cái điều luật 78, 79, 88, 258 rồi. Mà bây giờ quý vị kêu tôi về Việt Nam để quý vị làm gì tôi vậy? Kêu tôi về Việt Nam để làm cái gì? Nói tôi nghe đi. Bây giờ tôi ngồi ở ngoài đây tôi nói thoải mái, tôi muốn đổi, tôi đổi, tôi muốn mặc, tôi mặc hả? Tôi muốn làm gì tôi làm à? Mà kêu tôi về Việt Nam làm gì trong khi những người ở trong Việt Nam họ nói bị bắt hết trơn rồi. Rồi bây giờ những người trẻ yêu nước á, họ cũng lên tiếng, họ thấy bất công cái họ lên tiếng, họ nói vậy, họ nói kia, mày có giỏi mày đi ra nước ngoài mày ở đi nè. Mấy thằng dư luận viên nó nghe nè, kêu đảng á nó cấp visa cho những người Việt Nam đi nước ngoài hết, đi qua năn nỉ thằng Mỹ quỳ lại Mỹ á, quỳ lại Mỹ giùm. Ông Phúc mới vừa qua đó kêu ông quỳ lại Mỹ giùm, tụi bay cho dân Việt Nam tao cái visa đi để nó vô Mỹ, thì thử coi dân Việt Nam nó đi không. Tiếc thay á, bây giờ thế giới người ta sợ Việt Nam lắm. Cho nên dân Việt Nam muốn đi Mỹ, muốn đi các nước tư bản, nước châu Âu khó đi lắm. Cho nên thôi cái luận điệu rằng mày muốn ha, mày muốn đi nước ngoài thì mày đi nước ngoài đi, làm sao mà đi. Trời ơi, sống với cái thiên đường xã hội chủ nghĩa này á, để mà người ta xác nhận á, để mà người ta cấp cho cái visa không phải chuyện dễ đâu nha mấy thằng dư luận viên, nghe không? Gọi là khủng bố mạng, đừng bao giờ nói mày không thích ở Việt Nam thì mày đi nước ngoài mày ở đi. Dân Việt Nam làm gì có quyền. Dân Việt Nam không có cái quyền để họ tự đi. Nhưng mà con của lãnh đạo cộng sản khỏi cần kêu nha, cũng có mạng. Con của lãnh đạo cộng sản khỏi cần kêu, tụi bay ra nước ngoài ở đi. Tự nhiên người ta cũng đi nước ngoài, người ta ở hết trơn rồi. Nó mua nhà mua cửa ngoài đây nó ở hết trơn rồi, nha không? Nó ngang nó ngược kì lắm. Chạy Dương ở ngoài đây thì Dương nói mày có ngon thì mày về trong nước mày nói đi. Mà coi mày có bị gông cổ không, coi mày có bị bắt không, coi mày có bị bắn chết mẹ mày không. Nó ngồi ở ngoài nói thì vậy, còn ở trong nước người ta nói mày không muốn ở Việt Nam nữa thì mày đi nước ngoài mày ở đi. Anh chị thấy cái luận điệu của thằng cộng sản nó lật lọng không, thấy nó lật lọng không anh chị? Nó vậy đó. Cho nên những người Việt ở hải ngoại đừng có tin tưởng cộng sản ha. Trời ơi cô về đi cô, ngày hôm nay xã hội Việt Nam ta tốt lắm, nó có chính sách này chính sách nọ tốt lắm, về đi. Cô chú anh chị về đi rồi biết nha. Có nhiều người ngày hôm nay qua những cái chương trình livestream của Dương cùng với những người bạn trẻ, trời ơi, họ sáng mắt sáng lòng dữ lắm. Họ nói trời đất ơi, không ngờ cái đất nước của mình nó tệ ra như vậy đó. Trời ơi, qua những cái chương trình này tôi mới biết, tôi theo dõi tôi thấy mới thấy nó tệ vậy đó. Cho nên thằng ấy, mấy thằng cũng có mạng, nó vô Facebook của Dương dữ lắm anh chị. Nó vô Facebook của Dương nó chửi dữ lắm. Nghe không, nó sợ mà. Tại những cái điều mà Dương nói là những anh không có chuyện mà đốt giấy tiền vàng bạc luôn. Không có chuyện đó luôn, không có chuyện đốt cây nhang nữa anh chị. Ở bên đây là từ thời điểm mà Dương qua bên đây tới bây giờ, Dương không thấy một cây nhang nữa nha anh chị. Dương không thấy một tờ với tiền vàng bạc nữa. Mà Dương cũng không thấy cái hiện tượng mà người ta giăng bẫy để bắt chim. Người ta không có giăng bẫy để bắt chim. Anh chị thấy không, Dương đi tới là nó tự động nó đi tới bên mình luôn. Cái nhân, cái gọi là phát tâm từ thiện của chúng ta là chúng ta đi đến gần nó, chúng ta đừng có bắt nó, chúng ta đừng có bắn nó, chúng ta đừng có ăn thịt nó. Chứ tự nhiên bây giờ anh chị đi làm phát tâm từ thiện, cái đi lại cái chùa mua một cái lồng chim như vậy, biết mấy trăm con chim trong cái lồng đó, các anh chị mở ra cái nó bay xong cái thời gian mấy con chim nó bị bắt nữa, các anh chị mua, các anh chị phát tâm từ thiện, các anh chị thả cái nó bay. Chỉ có cái Việt Nam mình nó mới làm cái chuyện ngược đời như vậy thôi anh chị, không có giống ai hết trơn á, không có giống ai luôn á. Cho nên bây giờ ngoài Hà Nội đó vừa đón nhận một cái nắng kinh khủng, vừa đón nhận một cái dịch châu chấu nữa. Mà cái châu chấu nó ăn nó phá hoại hoa màu kinh khủng lắm. Nó mà đi tới đâu là nó cắn những cây non tới đó, nó cắn hết luôn á anh chị. Chim còn đâu nữa, chim bắt hết rồi. Bắt chim sẻ rô ti đó anh chị, trong nhà hàng quán nhậu giờ có chim sẻ rô ti nhiều lắm. Mà giờ chim sẻ rô ti cũng không còn nữa. Chim cút Trung Quốc nhập qua giả làm chim sẻ ăn, bởi ung thư quá trời luôn. Đi vô bệnh viện ung thư đầy lên luôn, hằng hà luôn anh chị. Ơi hồi mệt quá, nói chuyện mệt quá, nói chuyện về cộng sản mệt quá anh chị ha.
Dương thấy rằng là cưỡng chế tại cao nguyên nè, đất người ta đang ở và canh tác nhiều năm, nhà nước thu hồi xây trường học nhưng lại đền bù cho người khác. Vụ việc này đã có nhiều bài báo viết, đơn thư ra tới thanh tra chính phủ. Anh chị, ngày hôm nay cưỡng chế đất rất là nhiều, mà cái hình thức cưỡng chế này là gì anh chị biết không? Là họ bồi thường giá quá rẻ luôn. Ví dụ như bây giờ tự nhiên cái giá đất ở chỗ đó nó lên cao lắm, cái nó vô cái nó nói được cái những cái đất này nó nằm trong cái khu quy hoạch, cái nó bắt đầu nó kêu người ta là phải bán cho nó với giá rẻ, nó sẽ bồi thường với giá rẻ mà người ta không chịu bán, tại vì tự nhiên bây giờ cái giá nó 1 triệu một mét vuông, tự nhiên đi vô mua của người ta có 100.000 một mét vuông à, người ta không chịu bán, bắt đầu đưa lính, đưa lực lượng xuống, đưa công an xuống, đưa 200-300 người xuống anh chị, cưỡng chế đất đai của người ta, nhà cửa của người ta, đuổi người ta ra khỏi nhà. Cho nên Dương nói với anh chị, có nhiều người vẫn còn nói rằng á, trời ơi, làm việc theo hiến pháp và pháp luật, miễn là làm đúng luật thì thôi. Dương nói cho các bạn nghe nè, tại vì sao mà cộng sản nó sợ, nó cho dư luận viên vô là nhiều là vậy, tại vì Dương nói sự thật nhiều quá. Khi mà các anh chị vẫn còn tin tưởng rằng á, cái xã hội này còn luật pháp đó, thì khi một ngày nào đó anh chị rơi vào cái hiện tượng giống như Dương vừa mới nói, nó đưa 200 thằng công an tới nhà của anh chị, không cần cái luật pháp anh chị đang nắm rõ luật chứ gì, bây giờ nó đưa 200 thằng công an tới, nó hốt đồ đạc anh chị, nó quăng ra khỏi nhà, lúc đó anh chị có ngồi anh chị nói luật cho nó được không? Cái giả ý, cái giả tâm của nó là như vậy rồi, anh chị có nói luật cho nó được không? Không có được. Nó tự động nó vô, nó lấy quần áo, nó lấy tủ bàn ghế của anh chị, nó quăng ra đường luôn. Một mặt là nó làm như vậy, một mặt nó đã đưa xe của nó xe gọi là anh chị xe sang bằng đó, đi xe sang bằng nó ủi nhà ủi đất anh chị, sao ủi nó đưa tới luôn rồi. Anh chị không làm, nó bắt anh chị phải bán cho nó với giá rẻ. Ok, mày nghe tao không? Mày nghe thì tao sẽ bồi thường cho mày. Còn mày không nghe tao, lực lượng tao có rồi, là nó vô nó tự động anh chị, đừng có nói luật pháp. Cho nên Dương nói với anh chị, ở tại xã hội này á, xã hội Việt Nam này á, đừng có bao giờ nói tới luật pháp. Cái chuyện của anh Nguyễn Hữu Tấn rõ ràng về mặt pháp lý đó, nếu mà làm đúng luật á, là không có chuyện nó đưa 200 thằng công an tới nhà, nó cô lập xung quanh nhà của anh Nguyễn Hữu Tấn, làm cho hàng xóm láng giềng đó không biết chuyện gì xảy ra đó anh chị. Nó đang sử dụng lực lượng của nó, cái xã hội này nè, được lãnh đạo, được xây dựng trên lực lượng và bạo lực, không có một cái thứ luật pháp nào hết á. Cho nên anh chị đừng có nhiều người nói, trời ơi, miễn là làm đúng luật thôi chứ, làm gì có chuyện, tại mày làm sai luật, mày vi phạm cho nên người ta mới làm vậy, nói vậy đi, rồi mai mốt tới mình đi, đức đó đừng có tức. Trời ơi, luật pháp đâu, công bằng đâu, đừng có kêu lên. Tôi cũng đã nói rất là nhiều lần rồi, ở cái xứ sở thiên đường xã hội chủ nghĩa, luật pháp nó nằm ở trong tay cộng sản á. Nó muốn trắng là trắng, nó muốn đen là đen, nó đưa lực lượng tới là anh chị không có cưỡng chế lại được. Nhà của anh chị có 5 người hả? Bây giờ anh chị có đúng, anh chị có nắm luật cỡ nào đi chăng nữa, bây giờ dân đồng lòng bằng nó không? Ví dụ nó đưa 400 thằng công an xuống thì anh chị cũng không làm được nó nữa. Thằng cộng sản nó quản lý đất nước mình bằng bạo lực, chứ không phải nó bảo quản lý đất nước mình bằng pháp luật, anh chị nhớ nha. Cho nên Dương nhắc tới nhắc lui hoài, đừng có đợi nước tới chân rồi mới nhảy. Anh chị thấy á, người ta đi tới cướp đất ở nhà kế bên, cái anh chị nhịp giò mày làm sai rồi, cho nên công an nó mới xuống nhà của mày. Không có đâu, thằng cộng sản á, là nó không có cần luật anh chị ha, không cần luật, nó cần bạo, nó cần dùng lực lượng của nó là nó thắng ta rồi, nó dùng lực lượng là nó thắng ta rồi, anh chị thấy không? Nói họ khan tiếng rồi nè, thấy không? Sao hát cho nổi. Hôm nay thì mình nói chuyện lan man chút xíu đi, mình không có nói tập trung vô những cái vấn đề chính trị dữ lắm ha. Có vậy thôi mà thằng cộng sản nó dư luận viên nó vô quá trời luôn, địt mẹ địt bà địt cha gì không biết nữa. Còn cái điều luật mà ngày 19.3 của bộ luật hình sự đó anh chị, luật mà nó nói về cái chuyện luật sư á, là phải tố cáo thân chủ đó anh chị, thì hồi sáng Dương cũng có share clip của luật sư của một luật sư đó, thì anh chị cũng thấy rằng á, Dương kể cho anh chị nghe, hồi nhỏ Dương có coi phim Hồng Kông. Dương á, thì Dương học á, cái chuyên ngành của Dương là quản trị kinh doanh, Dương không phải là người chuyên về luật. Nhưng mà Dương nói về luật thì Dương cũng có thể thấy được những cái điều bất công, những cái điều nó vô lý chỗ này nè. Trong các bộ phim Hồng Kông mà bộ phim về xã hội anh chị xem, anh chị sẽ thấy trong có nhiều cái vụ án mà phim những cái bộ phim cảnh sát anh chị, cảnh sát Hồng Kông đó, thì khi mà tòa án nó bắt đầu nó ra nó phiên xét xử đó anh chị, thì chúng ta sẽ thấy ở bên bị can đúng không, ở bên bị can là cái người phạm tội đó, lúc nào chúng ta cũng thấy là họ có một cái luật sư,
họ đứng ra họ luật sư họ bào chữa. Thì cái người luật sư đó lúc nào họ cũng phải, dĩ nhiên họ phải hỏi cái người bị can đó là cái diễn tiến cái câu chuyện nó xảy ra như thế nào. Ví dụ người bị can đó họ phạm tội hay là họ đang ở tình trạng nghi can cái gì, nghi can hoặc là bị can. Thì bây giờ á, luật sư sẽ hỏi cái diễn tiến, anh chị hãy kể cho tôi cái quá trình mà anh chị dẫn đến cái việc mà anh chị làm cái vi phạm phạm tội. Thì cái nghi can hoặc là cái bị can đó họ sẽ kể cho luật sư nghe là tôi đã làm gì, làm gì, làm gì. Thì luật sư biện hộ á, họ coi, họ nghe câu chuyện nó xong thì họ sẽ tìm bằng mọi cách, họ dùng cái lý lẽ của họ, họ dùng cái nghiệp vụ của họ, dùng cái nghề nghiệp chuyên môn của họ, họ đã có thâm niên làm việc rồi đó anh chị, thì họ sẽ tìm cách để họ bảo vệ cho cái thân chủ của họ. Nhưng mà tại Việt Nam này á, thì bây giờ nó ra một cái điều luật gọi là 19.3, là luật sư phải tố cáo thân chủ của mình nếu như biết thân chủ của mình phạm tội. Thì khi mà cái điều luật này nó ra anh chị, là Dương cảm thấy Dương hết hồn luôn. Dương không phải là người làm bên luật nhưng mà Dương đã cảm thấy cái điều này vô lý. Nếu như mà luật sư á, mà tố cáo thân chủ của mình nếu mà biết cái thân chủ của mình phạm tội anh chị, thì cần chi luật sư nữa. Dương ngày hôm nay Dương phạm tội nè, Dương đi tìm tới luật sư để nhờ luật sư biện hộ, tại vì luật sư nắm rõ về cái hệ thống luật pháp, biết rõ cái điều này điều kia, thì Dương tìm tới luật sư chứ. Tự nhiên bây giờ cái Dương làm phạm tội rồi, cái Dương đang muốn gọi là làm sao tìm cho mình một luật sư giỏi để cho mình thoát tội, thì tự nhiên bây giờ Dương gặp ông luật sư, cái Dương kể câu chuyện của mình ra cho ông luật sư, nhờ ông luật sư ông cứu bồ mình, nhờ ông luật sư ông giúp đỡ mình. Cái tự nhiên cái ông luật sư ông chạy ra công an, ông báo trời ơi công an ơi thân chủ của tôi người này đang phạm tội rồi, bây giờ vậy bắt ra đi. Trời ơi, vậy thì làm sao mà Dương dám tìm tới gặp luật sư. Cho nên Dương nói với anh chị ở Việt Nam á, nếu mà cái điều luật mà 19.3 này, bộ luật hình sự này mà nó áp dụng á, nó mà ban hành ra đó, thì văn phòng luật sư đóng cửa nghỉ hết đi, tại vì đâu cần luật sư nữa. Cái vai trò luật sư là ngày hôm nay họ đứng ra để họ, không phải là họ lúc nào cũng đúng, cái thân chủ của họ không phải lúc nào cũng đúng, anh chị hiểu không? Có thể thân chủ của họ bị sai, nhưng mà với cái khả năng của họ, nếu mà họ giỏi á, thì họ có thể biến từ đen thành trắng, biến từ trắng thành đen luôn. Họ có thể bảo vệ cái thân chủ họ cho dù rằng cái thân chủ họ sai. Cái vai trò của luật sư ngày hôm nay không phải là mang lại cái sự công bằng đâu anh chị. Cái người luật sư giỏi á, là họ có thể là họ Dương phạm tội đi, mà họ giỏi quá đi, họ ra ngoài tòa án họ tranh tụng luôn, Dương có thể Dương trắng án Dương không phạm tội luôn. Cái vai trò của luật sư nó đơn giản, nó như vậy đó, chứ không phải cái kiểu giống như ở Việt Nam mà trời ơi Dương chạy ra Dương gặp luật sư, Dương kể câu chuyện của mình, Dương làm vậy cái chạy ra báo công an con nhỏ này nó phạm tội nè. Thì ở Việt Nam luật sư không còn nữa. Cho nên bây giờ Dương nói là những người nào mà làm luật tại Việt Nam đó, anh chị ơi, cái nghề nghiệp của anh chị đang bị quan sát đó, đang bị gọi là giống như là bị xâm phạm đó, lợi ích của anh chị đang bị xâm phạm đó. Rồi một ngày nào đó nếu như mà nó đưa vào trong cái, nó áp dụng luôn á, thì cái nghề luật sư của anh chị xem giống như là anh chị đi về luôn, đi dẹp cái thẻ hành nghề luật sư luôn đi. Tại vì luật sư không còn làm được cái gì nữa hết trơn trong cái xã hội Việt Nam hết á. Dương nói cho các bạn nghe rằng là Dương qua bên Na Uy một năm, Dương cũng có những cái vấn đề về giấy tờ. Anh chị biết rằng cái vai trò của người luật sư ở bên châu Âu này anh chị nó kinh khủng lắm. Cái vai trò của người luật sư ở nước ngoài này nó vô cùng quan trọng luôn. Một giờ của luật sư anh chị làm việc nó khoảng 3.000 krone trở lên. 3.000 krone là khoảng 7 triệu mấy. Một giờ của luật sư ở bên đây là tính ra tiền Việt 7 triệu mấy đó anh chị, chứ không rẻ đâu. Khi mà chúng ta có một cái vấn đề mà liên quan tới pháp lý là phải nhờ luật sư. Chúng ta không cần biết đúng sai hết, chúng ta phải nhờ luật sư trước cái đã. Rồi chúng ta đem cái câu chuyện này chúng ta kể cho luật sư nghe, rồi luật sư coi chúng ta cái câu chuyện của chúng ta như thế nào, rồi họ bắt đầu họ làm những cái giấy tờ để họ gửi ra, nếu mà còn á, thư kiện thì họ gửi ra tòa án, họ sẽ giải quyết chúng ta. Chứ không phải giống như Việt Nam ngày hôm nay họ đưa ra cái điều luật là 19.3 rằng là nếu như phát hiện thân chủ mà bị phạm tội là phải tố cáo lên chị. Ở Việt Nam nó có một vậy thôi, cho Dương nói anh chị rằng á, những người mà tài, những người mà trí thức tại Việt Nam sống với cái chế độ của cộng sản anh chị nhức đầu lắm. Anh chị nhức đầu lắm, cho nên nó chúng ta cần phải đấu tranh để cho xã hội có một cái đa đảng. Tại vì những cái người mà họ theo cái đường hướng này thì họ theo cái đảng này. Những cái người theo cái đường hướng khác họ không chấp nhận cái cách của đảng thì họ đi theo cái hướng khác của cái đảng họ chứ. Tự nhiên bây giờ bắt họ phải đi theo chung cái đảng cộng sản này, trong khi đảng cộng sản này tào lao. Họ đưa ra cái ví dụ như cái điều luật mà 19.3 là cái điều luật tào lao, tôi không chấp nhận, nhưng mà họ phải đi theo cái đảng này. Nhưng biết ở trong nước có nhiều người trí thức họ chịu không nổi luôn. Họ chịu không nổi là bởi vì nó tào lao, cái đảng cộng sản, giống như là họ không có tư duy được, họ không có hiểu được là cái vai trò và cái trách nhiệm của người luật sư là như thế nào. Nói bây giờ luật sư phải tố cáo thân chủ của họ
Đó, nếu mà biết thân chủ phạm tội, trời đất ơi, mà bây giờ đưa ra những cái điều luật, những người đại biểu quốc hội họ đưa ra những cái điều luật này nè anh chị, ai mà nói xấu lãnh đạo đó hen là bắt bỏ tù đó, ai mà nói xấu lãnh đạo á thì bắt những cái người nói xấu rồi bỏ tù. Một đứa em nhỏ học ở một cái trường ở tỉnh Long An đó anh chị, lên trên Facebook nói thôi cái bệnh viện nó xấu 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 vậy thôi hạ hạnh kiểm đó, mà bây giờ lại ra cái điều luật là ngày 19.3 rằng là phải tố cáo thân chủ của mình nếu biết thân chủ của mình phạm tội. Trời ơi, nếu mà tố cáo được á, nếu mà xã hội mình mà có pháp luật công bằng đó anh chị, là mấy thằng đảng cộng sản đầu đàn, mấy thằng lãnh tụ đầu đàn, tổng bí thư đồ, chủ tịch nước đồ, thủ tướng đồ, phó thủ tướng đồ, mấy thằng đó mới là mấy thằng bị tạo phạm tội nhiều nhất. Nhưng mà bây giờ có ai dám không, có ai dám tố cáo không? Tố cáo là bị thanh trừng liền, rất là tự do được 20 năm. Trời ơi, Dương thấy có nhiều người đi vô comment mà Dương mệt, Dương không thèm trả lời. Dương nói để Dương làm livestream, Dương nói cho nhiều người nghe luôn, chứ ngồi gõ cọc 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 từng tin nhắn mệt quá. Anh chị biết á, là Ngô Đình Diệm á, là anh chị thấy không cái khả năng của Ngô Tổng thống đệ nhất Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm không? Trời ơi, người ta ngồi người ta nói tiếng Anh kìa, người ta đi ra nước ngoài kìa. Trời ơi, lực lượng quân đội Mỹ của người ta cúi đầu mọp xuống chào tổng thống của chúng ta kìa. Tao nói hàng hàng lớp lớp không, kèn pháo nổ lình đình không? Đó. Tao nói hả, đánh kèn đánh trống mừng quá trời luôn. Tại vì ngày xưa cái giai đoạn đó anh chị, để mà làm được trong thời gian ngắn mà ổn định được xã hội là một cái điều không tưởng. Không ai có thể tưởng tượng được rằng tổng thống đệ nhất Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm có thể làm được điều đó trong một thời gian rất là ngắn luôn. Anh chị biết lúc đó thế giới rất là ngưỡng mộ Ngô Đình Diệm. Thế giới rất là ngưỡng mộ luôn. Không tưởng tượng được là ông có thể làm được. Cho nên có nhiều người nói là cái thời đó đó là Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo, cho nên có mấy trăm ngàn Phật tử đi xuống đường anh chị. Cái điều đó không có đúng đâu. Trong nội các của ông có nhiều người cũng là Phật tử. Các bạn chưa có nghe các clip đó nhưng các bạn không biết. Ông Diệm tuy rằng là bên đạo Công giáo, nhưng mà trong những cái người làm việc cùng với ông có nhiều người là Phật tử lắm. Cho nên đừng có nghe Cộng sản nó tuyên truyền rằng ông đàn áp Phật tử. Ngày xưa đó Thích Quảng Đức anh chị thấy khi mà đi xuống đường á, có ổng có tự đi không? Ổng đâu có đi đâu, ổng ngồi ổng khoanh chân lại. Rồi có hai người đó rinh ổng từ trên chiếc xe xuống, anh chị thấy không? Sao gọi là tự thiêu? Ổng đi xuống, ổng có đi xuống từ chiếc xe ổng đi xuống không? Đâu, ổng có đi xuống đâu. Ổng ngồi trên đó rồi có hai người rinh ổng xuống, ổng đặt dưới cái lòng đường. Rồi có hai người á, bưng xăng đổ lên trên nhà, trên 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 người của ổng. Có hai người bưng xăng đổ lên trên người của ổng rồi bật xăng thiêu ổng. Ổng có tự thiêu đâu, ổng có tự thiêu đâu mà cứ nói hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu. Ổng tự thiêu chỗ nào? Ổng đâu có tự thiêu. Đó, rồi bây giờ nếu mà nói ngày xưa đó, tổng thống đệ nhất Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo để cho Phật giáo xuống đường biểu tình đó để tự thiêu. Ngày hôm nay đó, thằng Cộng sản đàn áp gấp triệu lần như vậy đó, có ai đi xuống đường tự thiêu không? Có ai đi xuống đường biểu tình không? Ngon bước chân ra một cái đi, có ngon ngồi xuống đường biểu tình tự thiêu đi, làm đi, làm y chang như Thích Quảng Đức đã làm vậy đó. Ngày hôm nay nó là sư quốc danh quá trời luôn đó, chùa chiền nó mọc lên hằng hà luôn đó, công an nó giả danh nhà chùa, nhà sư trong nhà chùa hằng hà đó. Xong ai xuống đường tự thiêu đi, trời đất ơi. Rồi trong lúc mà hòa thượng Thích Quảng Đức bị cháy như vậy á, xe cứu hỏa tới anh chị biết không? Những người Phật tử mà không phải Phật tử, nó giả thôi chứ không phải Phật tử, những cái thằng nó giả thôi, nó cản, nó nằm ở dưới cái bánh xe đó anh chị. Nó nằm dưới bánh xe, nó cản cho những cái xe cứu hỏa đó không tới được, không tới để mà nó dập tắt cái đám cháy trên người của hòa thượng Thích Quảng Đức được. Anh chị thấy không? Nó cố tình nó làm vậy để cho thế giới họ chú tâm vô, họ phê phán, họ lên án chính quyền của Ngô Đình Diệm. Trời ơi, đừng có tin thằng Cộng sản nữa. Thằng Cộng sản nó kích dục Phật giáo á, nó kích động Phật giáo đó anh chị, để mà đứng lên chống đó là cái chính phủ của Ngô Đình Diệm. Còn việc cái việc mà Ngô Đình Diệm bị Mỹ bắn á, bị Mỹ ám sát ám hại á, đâu phải là ổng bán nước này kia nọ rồi bị giết đâu. Tại vì ổng không muốn thằng quân đội của Mỹ đưa vô trong Việt Nam, ổng muốn Việt Nam có một cái quân đội riêng. Nói hoài luôn mà đám con cháu của Cộng sản ngu lâu dốt bền khó đào tạo lắm anh chị ơi, nói hoài nó muốn chết luôn à. Ở trên YouTube có quá trời luôn, chỉ cần lên YouTube gõ về sự thật của Ngô Đình Diệm, không chịu nghe đâu, nghe kênh Việt Vision không à, lên nghe kênh Việt Vision rồi lên nghe kênh của Cộng sản làm không à, mà không có nghe cái kênh thông tin bên kia. Dương đã học 30 năm trời ở trong Cộng sản rồi, không lẽ giờ nghe của nó nữa, phải nghe bên kia chứ, nghe bên kia để mình biết cái sự thật chứ.
Tại sao mà ngày xưa cái thời của Ngô Đình Diệm có tên họ Ngọc Viễn Đông, còn giờ Sài Gòn ngập quá trời quá đất luôn, bây giờ thành đống rác rồi. Chúng ta phải tư duy cái chỗ này. Ngô Đình Diệm rất là giỏi, coi đi anh chị, coi đi anh chị, coi cái thần thái của ông đi. Đó, anh chị thấy có khi nào mà Ngô Đình Diệm cần thông dịch viên không? Có cần đi đâu có cần thông dịch viên không? Cái người châu Á của mình, cái người Việt Nam của mình thấp bé nhẹ cân, anh chị thấy không? Người ta ổng đi ấy, tổng thống Mỹ đâu đó, anh chị thấy không? Ổng nhỏ xíu à, mà cái tướng ổng đi y chang như sạc lô vậy. Nhìn cái tướng của tổng thống của Ngô Đình Diệm y như sạc lô, nhỏ xíu con à, mà cả thế giới phải ngưỡng mộ, tổng thống Mỹ phải ngưỡng mộ ổng, phải cúi đầu với ổng, tại vì ổng giỏi. Người ta không tưởng được trong thời gian ngắn mà ổng ổn định được tình hình chính trị. Anh chị biết cái tình hình mà cái thời Ngô Đình Diệm nó rối ren lắm không? Nó rối ten xà beng luôn không? Có nhiều cái phe của nó trong đó lắm. Thằng này đánh thằng kia đánh thằng nọ, nó đâu nghe lời lẫn nhau đâu. Mà để ổn định được là một cái điều hết sức là khó khăn luôn. Và có nhiều người thằng Diệm là thằng thế này, thằng Diệm là thằng thế kia. Nhưng mà sống dưới thời của Ngô Đình Diệm mà dân ta sống được tự do đó. Trời ơi, bạn trẻ ơi, đi tìm hiểu giùm cái đi nghe không? Dương cũng còn trẻ giống như các bạn nè. Tại sao Dương ngồi Dương nói được những điều này? Chúng ta phải đi tìm hiểu, đừng học những gì cộng sản tuyên truyền nữa. Trời ơi, tổng thống Nguyễn Xuân Phúc đi qua, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi qua Mỹ mà có phiên dịch ở đằng sau, mà trong khi tổng thống của mình, tổng thống Ngô Đình Diệm không có ai phiên dịch, không nhìn thấy ra hả? Chỉ cần một chi tiết đó thôi là mình đã nhìn thấy được sự khác biệt rồi. Có đâu mà ngồi cứ chửi thằng Diệm này thằng Diệm kia không biết cái gì hết trơn. Trời, tổng thống Ngô Đình Diệm rất là giỏi anh chị, rất là giỏi và rất là thương dân, rất là đơn giản, bình dân phục vụ lắm, ông bình dị lắm. Những cái hình ảnh của tổng thống á, Ngô Đình Diệm á, là những cái hình ảnh mà cộng sản nó cố vẽ cho Hồ Chí Minh đó, nó thì là hình ảnh của tổng thống Ngô Đình Diệm, nó chứ không phải của ông Hồ Chí Minh đâu anh chị. Hồ Chí Minh là ác quỷ ấu dâm, quan hệ với con cái tùm lum, vợ tùm lum la hết nha. Khi ví dụ như Dương ngày hôm nay mà Dương nó không đúng, tại sao có nhiều người ta cũng khen ngợi tổng thống Ngô Đình Diệm, thì chúng ta phải coi lại ẩn Dương này nó là bậy đồng bạc, mà coi lại nhiều người, người ta comment, người ta bình luận xuống dưới để người ta coi, người ta biết không? Có đâu mà tao nó ngu ngục cắm xú cắm lợn. Dư luận viên nhất là những cái người mà đáng nuôi á, à, Ngô Đình Diệm thế này, Ngô Đình Diệm thế kia. Trời ơi, chế hình của Ngô Đình Diệm quá trời luôn, thấy thương lắm anh chị. Sao mà ngu ngục quá vậy? Mệt ha. Cố tổng thống Ngô Đình Diệm bị ám sát có bàn tay lông lá của cộng sản Việt Nam ở đằng đằng em của ổng, đằng cái thế gọi là cấp dưới của Ngô Đình Diệm, họ ganh đua, họ đố kỵ với nhau, họ bắt tay với lại một số tướng của Mỹ ám sát Ngô Đình Diệm, ám hại giết hại Ngô Đình Diệm. Vào mà xem tại sao Ngô Đình Diệm bị giết. Ngô Đình Diệm bị giết là tại vì ổng không muốn Mỹ đưa quân đội vô Việt Nam, ổng không muốn lệ thuộc quân đội của Mỹ. Trời, quốc gia, mỗi quốc gia có một cái chính thể, có một cái quân đội riêng chứ làm sao mà quân đội mà Việt Nam mà xài của quân đội của Mỹ được. Cái quốc gia nào thì quân đội đó, ví dụ như quốc gia nào thì tiền của quốc gia đó, phải không chị? Không có thể nào ở Việt Nam mà một quốc gia độc lập mà không có tiền của Việt Nam mà xài tiền Mỹ được. Bây giờ ra đường thì xài tiền Mỹ và trong nước cùng một lúc cũng có thể xài tiền Mỹ, nhưng phải có đồng tiền riêng của Việt Nam. Quân đội cũng vậy, cũng phải có quân đội riêng của Việt Nam chứ làm sao mà xài quân đội của Mỹ được. Nhưng mà lúc đó ông không nghe lời Mỹ, thằng Mỹ thấy ông khó bảo quá, thấy ông khó ưa quá thì nó giết ông vậy thôi anh chị. Đơn giản vậy thôi bạn trẻ, không có gì khó hiểu anh chị. Chúng ta đi lên trên YouTube chúng ta gõ đi, từ khóa là gì, Ngô Đình Diệm là ai, sự thật Ngô Đình Diệm. Bởi Dương lên Dương vẽ đường cho các bạn đi á, các bạn đi tìm kiếm á, cộng sản nó sợ lắm, cho nên cho dư luận viên vô chửi Dương dữ lắm, mà chửi càng nhiều. Những cái người ở bên ngoài á, những người Việt kiều ở bên ngoài á, họ có trong Facebook của Dương nè, họ thấy tởm lợm quá, họ không về nước nữa. Họ gọi là thằng cộng sản nó làm vậy vô tình vậy, ông đập lưng ông nó chứ không gì hết trơn á anh chị. Cho nên nó vô đây nó chửi Dương nhiều đi, nó chửi Dương nhiều càng tốt, để cho người Việt ở hải ngoại nhìn khó về Việt Nam. Mà anh chị biết họ khó về Việt Nam thì cái nguồn đô la nó cũng không còn nữa, nó bị rút ngắn lại, tiền đâu. Bây giờ thằng cộng sản nó cần tiền dữ lắm, mà thằng cộng sản nó cần tiền vậy, người Việt ở hải ngoại thì về đem tiền đô mà hả? Bây giờ người Việt ở hải ngoại vô đây thấy nó chửi như vậy nè, nó chửi như vậy là người ta không dám về nữa, phải không? Tại vì bộ mặt của nó lòi ra rồi, bộ mặt giả mang ác độc nó lòi ra rồi, người ta đâu dám về nữa đâu. Nhiều người Việt ở hải ngoại bây giờ người ta không dám về Việt Nam dữ lắm. Ngày hôm sáng nay, hồi sáng này Dương có coi một cái video clip của các anh, một cái anh đó, anh ở nước ngoài về, anh mua hai cái trái táo ghi là ở Mỹ luôn á, táo Mỹ đó nha, mà anh đổ cái nước sôi lên cái trái táo đó, trong vòng có một phút sau thôi à, xung quanh cái trái táo đó nó nổi bọt trắng lên, sôi xèo 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 luôn. Trời ơi, tạ
ngậm hóa chất, trộn hóa chất, ngâm vô hóa chất, cho nên cái trái táo đó đổ nước sôi lên nó sôi sôi xèo 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 nổi bọt luôn. Anh nói trời ơi, trước giờ nghe người ta nói đâu có tin đâu, giờ làm mới tin nè. Trời ơi, Việt Nam giờ ghê quá, ăn gì cũng thấy ớn, trời ơi, ghê quá. Anh mới về Việt Nam luôn, mai mốt người ta không về nữa đâu, cho cộng sản nó chết bây giờ. Ừ, Dương đang rảnh mà đâu có gì đâu, Dương rảnh mà. Là Chủ nhật mà, nhưng đâu có làm gì đâu, phải không? À, Chủ nhật cho nên những người bạn trẻ tại Việt Nam bây giờ đó, mấy giờ rồi? 4 giờ, 9 giờ 15 rồi phải không? 9 giờ 15 ở Việt Nam mà chưa ngủ đâu, Dương tám chút xíu. Đúng, thấy mà ghê, ai mà dám về đó. Như luận viên ngồi đây chửi nhiều vô. Vasugu, Vasugu, ghi xuống. Chủ nhiều vô, cảm ơn nữa, mong lắm. Cái lúc nào chứ cái lúc mà Dương làm livestream á, dư luận viên vô chửi càng nhiều càng cảm ơn, nghe không? Mấy người chửi càng nhiều thì đảng cộng sản nó trả càng nhiều, nó trả càng nhiều thì đảng cộng sản càng chết. Tại vì Việt Kiều không có về nữa, người Việt ở hải ngoại người thấy người ta sợ quá, người ta không về nữa, tiền đâu mà trả cho dư luận viên. Chửi nhiều vô, nghe không? Nói hoài luôn, nói 3 tiếng liên tục luôn hả? Bữa nay mà nói 3 tiếng là chết thiệt á, khang tiếng. Đó, Hoàng Phương nè, Hoàng Phương nè, nó tội nghiệp lắm, hình như họ Hoàng Phương mẹ của Hoàng Phương đẻ Hoàng Phương ra lỗ hậu môn hay gì á, cho nên nói LL miết, tội nghiệp, phải không? Tư tưởng hay, xin cho nó vô để làm lại. Công nhận viết chữ không có dấu, đọc khó đọc không? Việt Kiều không về thì Trung Kiều khắp nơi, ở đó Trung của nó vô đó, là lúc đó khủng bố mạng, an ninh mạng, mai mốt không có việc làm, đi ra cúi đầu với nó nha, không ôm chân nó lên mà chùi dép cho nó. Mình là người Việt, mình sống trên đất nước Việt, nó là khách, nó vô Việt Nam thôi. Rồi mai mốt người Việt của chúng ta, mấy con cháu của khủng bố mạng này nè, ôm chân nó mà chùi giày cho nó nha, không dạ dạ đồ học tiếng Tàu đi, lo học tiếng Tàu đi, không phải học tiếng Tàu để làm ông nội nó đâu, nghe không? Nó vô nhà mình đó, nó là khách, mà mình là chủ nhà, mà mình còn phải dọn phòng cho nó ngủ, nấu cho nó ăn, quét nhà cho nó ngủ, nghe không? Nó rửa giày rửa dép cho nó, rửa son rửa nồi cho nó, trong khi mình là chủ nhà nè. Đón nhận đi, vẫn còn ngu ngục thì chuẩn bị đón nhận đi nha, không? Nói chuyện sầm xí đú thì ngồi nghe làm chi, tôi thích nói chuyện sầm xí đú vậy á. Sầm xí đú thì đi ra đi nghe làm chi. Ngày mai là ngày lễ bên đúng rồi, cũng được nghỉ làm hả Dương? Dạ nghỉ, thứ bảy chủ nhật thứ hai nghỉ, nghỉ 3 ngày luôn. Chị ơi, chị 29 tuổi phải không? Chị 30 mấy tuổi rồi, chị già lắm rồi, chị già như trái cà rồi em ơi. Hoàng Phương, tao mà thấy mày tao banh xác mày đầu tiên đó con chó ba sọc. Nè, hồi nãy giờ không thấy hả? Hồi nãy giờ tôi ngồi ở đây nè, nè làm đi. Nãy giờ tôi mấy người thấy tôi không, chứ tôi đâu thấy mấy người đâu không. Trời ơi trời, khổ ghê luôn. Anh chị thấy Dương khổ không? Anh chị thấy Dương khổ ghê nơi không? Dương làm nó bị hăm dọa đủ nơi, thấy khổ không? Ừ. Cái điều sự thật không mà, tại với lại Dương mới ra nước ngoài có 1 năm mà. Những cái gì ở trong xã hội Việt Nam Dương dạch trần là hết chân, nó vô nó chửi, nó chửi dữ lắm. Nghe không? Cột đèn mà có chân nó cũng bỏ đi luôn. Ừ. Nói hay quá, sao giống đòn thì Dương quá vậy. Chị ơi, chị ngưng xíu uống nước đi chị. Mai Dương khăn tiếng như lắm anh chị. Ừ. Đó, anh chị thấy không? Triệu Văn Hoàng này, đọc cái comment của Triệu Văn Hoàng nè anh chị. Nhìn những cái người mà đảng viên á, những người mà đảng viên mà ta có tâm đó anh chị, vô coi những dư luận viên nè, những cái thằng khủng bố mạng này là những cái người đại diện cho đảng nuôi nè. Đảng nuôi những cái thành phần này nè anh chị nha, những người đảng viên mà có trí thức á, từ công an hay là những, nói chung là tất cả những người là đảng viên á, vô coi những người dư luận viên nó comment kìa. Để anh chị thấy rằng họ đang đại diện cho đảng, họ ăn tục nói phét, họ nói bậy cỡ nào. Coi đi nha, cái bộ mặt của đảng nó phơi bày qua những cái comment của khủng bố mạng đó. Coi đi, Dương không có chửi lại đâu. Đọc đi, vui lắm. Đọc đi để biết được cái đẳng cấp của thằng đảng cộng sản như thế nào. Vậy á mà đảng cộng sản Việt Nam nó đang bỏ tiền nó nuôi 70.000 cái người giống như vậy nè. Đọc nè, comment đi, coi cho vui. Ừ. Comment xuống nhiều nhiều, dư luận viên kêu á. Bình thường chửi lại không mới chửi nữa. Comment càng nhiều để người dân biết được cái lực lượng mà đảng đang nuôi nó ra làm sao nha. Comment nữa đi, đợi nè.
một cái người ta nói chuyện không có tục tằn tục tiểu, còn là coi dư luận viên nè, nó vô nó nói bậy nói bạ không à, thấy không? Nó càng nói nhiều thì người trong nước á, ê nó nghe này khủng bố mạng, cảm ơn nha. Càng chửi nhiều á thì người trong nước và người hải ngoại người ta còn sáng mắt sáng lòng hơn nữa, chứ không phải nói nhiều như vậy đó người ta nói dương là khùng đâu nha. Ngang khủng bố mạng họ nói trời đó cơ, không ngờ cái lực lượng Việt Nam á, cái lực lượng đại diện cho Đảng Cộng sản Việt Nam nó lại ăn dơ nói bẩn như thế này. Nó ăn cơm mà nó, chứ nó đâu phải ăn phân đâu mà sao nó nói bẩn quá trời luôn. Nó phun ra toàn là nghe mùi thối, nghe mùi khắm không à. Comment nhiều nhiều suốt, ngồi coi cái nè. Thấy không? Nay không nói nhiều mà coi nhiều cái. Để biết được những cái người mà Đảng nuôi nó trí thức cỡ nào, trời ơi trí thức dữ lắm. Nó những người ca ngợi Đảng đó các anh chị coi kìa, thấy không? Những người mà ca ngợi Đảng anh chị thấy coi coi có ai ra ai không, có ai giống ai không? Ngày hôm nay Dương không có tiện hưng xưng hô kêu tên người ta ra. Trời ơi có những cái người xưa ca ngợi Đảng, ta nói chuyện chóng mặt luôn anh chị. Họ giỏi cái là khoe ngực. Họ giỏi cái là khoe ngực, họ nói cả lắp ba lắp bắp nói. Rồi nay nói chuyện rồi ta nói chuyện không nổi rồi sủ đầu sủ tóc xuống làm thấy ghê lắm anh chị. Nói những người ca ngợi Đảng á, bị người ta chửi như điên luôn. Ca ngợi đi. Comment nhiều đi, dư luận viên comment nhiều xuống một chút. Nó dụ cho Dương chửi rằng Dương kháng tiếng rằng Dương không nói nữa anh chị. Nó bị đuối lý. Ý là Dương không có chửi nó mà Dương nay Dương kháng tiếng rồi. Nó dụ Dương chửi cái mai Dương tắt tiếng, cái Dương không chửi nó ngu à. Không có mắt mù nữa đâu. Nghe không? Không mắt mù nữa đâu. Tao mất tiêu hết rồi. Sao không dám không nữa đi? Không nhiều vô. Trên cái trang Facebook này nè, ngày hôm nay 60 mấy ngàn người xem nha, người Việt ở hải ngoại nhiều lắm. Khòm nhiều vô đi, khòm nhiều vô, cái người Việt ở hải ngoại thấy văn hóa của cộng sản như thế này người ta không dám về nước luôn, người ta không dám đầu tư luôn, người ta không dám chuyển tiền về nước cho gia đình của họ luôn. Làm đi, ta nói chửi càng nhiều cộng sản nó càng mau sụp chứ không gì hết trơn, nghe không? Chửi Dương càng nhiều cộng sản càng mau sụp, tại Dương đâu có nói sai. Dương nói là những cái vấn nạn của những vấn nạn của xã hội không à, Dương đâu có nói sai đâu. Cho nên chửi đi, chửi nhiều vô. Trời ơi, ngày trước cái người thân của Dương á không có biết gì hết á, trời ơi về Việt Nam còn khen dữ lắm nha. Trời ơi khen Việt Nam nó đẹp thế này, khen quá trời luôn. Kể từ khi mà Dương làm livestream bây giờ đó anh chị, trời ơi không ngờ luôn. Coi về cái đường xá ở Sài Gòn mà nó ngập, cái người thân của Dương nói trời ơi làm sao mà người dân Sài Gòn sống được, trời nước nó ngập vậy mà sao mà sống được. Mà mấy chục năm trời nó đã xảy ra rồi chứ đâu phải mới đây đâu. Nhưng mà kể từ khi mà Dương làm livestream, Dương nói rồi có những cái người ở trong nước họ đưa những cái video clip lên á, Dương share ra thì người ta mới thấy anh chị, người ta mới thấy được cái vấn nạn ở trong nước. Trời ơi người ta nghĩ trước giờ đó Sài Gòn đẹp lắm, tại người ta về trong cái thời buổi đâu có bị ngập nước đâu. Rồi bây giờ hả, ta nói mưa ngập ta nhìn á, trời ơi làm sao mà dân Sài Gòn sống được trời. Người ta trố mắt, trời ơi, sợ quá không dám về nữa đâu. Chửi nữa đi, nghe không? Chửi càng nhiều đi, nghe không? Rồi đó, làm những cái điều mà gọi là giống như là tắc trách vô trách nhiệm nhiều đi, nó thể hiện lên hết hà. Ví dụ như Sài Gòn ngập ngày hôm nay đó, người ta thấy hết hà, nghe không? Người ta không có về nữa đâu. Mà dân mà Việt Kiều nó không có về là thất thu dữ lắm, nghe không? Kỳ lắm. Cái đợt vừa rồi á, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc qua Mỹ á, ta nói là sẽ đầu tư mở công ty á, vài tỷ đô hay là bao nhiêu á, ra nước Mỹ, làm Mỹ với là Việt Nam sẽ làm ăn và nhân công sẽ giúp cho người Mỹ có việc làm. Má ơi, anh chị coi là cái video clip đó đi. Rồi đó nổ cho dữ, nói ra ngoài đường mà trời ơi Việt Nam đâu có thua ai đâu anh chị, cũng thể hiện ta đây Việt Nam là còn giàu có lắm. Trời ơi cũng sánh ngang với Mỹ rồi chứ đâu có giỡn anh chị. Là Mỹ, Việt Nam sẽ đầu tư qua Mỹ mở công ty mấy tỷ đô đồ này kia nọ để giúp lao động Mỹ có việc làm anh chị, nói vậy đó. Rồi bây giờ về Việt Nam, những cái người nào mà họ bán đất mà trước giờ không có sổ hồng mà dứt tay với nhau á, bây giờ mày muốn có sổ hồng thì mày đóng cho tao 8 triệu nha con, 8 triệu nha con, ra nước ngoài nổ banh ta lông nhà làm chợ, về đè đầu người dân ra đóng tiền. Nó im đi. Thằng cộng sản nó khôn nhà mà nó dạy chợ lắm, ra nước ngoài chợ tao giàu có lắm nghe, nghèo mà sang chảnh. Đó là cái văn hóa của người Việt Nam mình dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nghèo chết mẹ mà xài iPhone không à, gọi là xài iPhone 6, 7 không à, nghèo chết mẹ luôn, làm 4, 5 triệu chứ móc điện thoại ra là iPhone không anh chị, iPhone đời mới không à. Thì từ đâu gọi là thượng bất chính thì hạ tắc loạn là vậy đó. Ra nước ngoài nổ rồi cái bắt đầu về Việt Nam tiền ở đâu bây giờ? Phải huy động, phải tìm bằng mọi cách huy động tiền và vàng trong dân để mà đóng góp phát triển kinh tế. Đi qua Mỹ nổ như vậy đó.
Nó vậy bây giờ anh chị chuẩn bị nó đè đầu ra dân ra lấy tiền nữa nè. Chuẩn bị đè đầu dân lấy tiền nữa nè. Có cái sổ hồng thôi hả anh chị, mà bây giờ bỏ đóng đóng 8 triệu đồng. Mà anh chị biết dân ở dưới quê nó đâu có tiền đâu. Dân ở dưới quê người ta nghèo muốn chết luôn. Bây giờ muốn có cái sổ hồng đóng 8 triệu đi, rồi nó làm cho cái sổ hồng nó. Dung nói với anh chị bằng mọi thủ đoạn, bằng mọi cách nó lấy tiền của anh chị cho mà coi. Anh chị cứ ngồi đó anh chị không có vô, không có quan tâm nữa đi. Nó trời ơi, Mỹ Việt Nam sẽ giúp cho dân Mỹ có việc làm, sẽ có thu nhập đồ này kia nọ. Coi là cái clip của Nguyễn Phú, của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi, coi đi anh chị. Coi đi rồi ngồi đó tức máu, tức ói máu luôn. Bà không nói cũng không ai nói bà câm, thuyền cao. Ừ, tôi nói cái quyền của tôi nói cũng không được nữa hả? Coi lại cái tuyên ngôn độc lập đi nha. Coi lại cái tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh đọc năm 1945 đi nha bạn. Nha. Bạn không phải là đảng viên mà bạn cũng muốn tôi câm nữa. Thì cho nên cái thằng Cộng sản Việt Nam nó muốn các bạn câm là đúng rồi. Thấy không? Các bạn không phải, các bạn là khủng bố mạng hay là các bạn là dân thường hay gì tôi cũng không biết nữa, nhưng mà các bạn cũng muốn tôi im lặng nữa thì các bạn sống tại Việt Nam nó bóp mỏ các bạn đúng rồi. Tôi ngồi đây cái xứ sở tự do tôi nói mà các bạn cũng muốn tôi câm nữa mà. Thấy không? Thằng Cộng sản nó đâu cho các bạn nó ra điều luật 77, 78, 79, 88, 258 nó nhốt các bạn đúng rồi. Tự các bạn muốn mà. Các bạn muốn thằng Cộng sản nó làm vậy mà tại dân mình muốn. Chứ dân mình không muốn mà dân mình lo làng lên rồi. Dân mình phản đối rồi, tại dân mình im lặng là dân mình đồng ý, đáng ha. Đáng nha, im lặng đi đâu có ngồi nói giống dương được đâu. Bực mình. Hát bài nghe chị ơi, hát bài nghe cho chị ơi, hát cho chết hả anh chị. Giờ này Dương hát chắc Dương chết luôn anh chị. Huỳnh Văn Quyền, thôi đừng bắt trước nó. Mệt quá. Tăng giá xăng điện nước để nuôi chúng nó nè. Hoàng Phương, đừng có chửi nó anh chị. Nó ngu ngục. Những cái thành phần của đảng nuôi á, những thành phần ca tụng đảng, thần kinh không anh chị. Dương không thèm nói, bây giờ ta chửi quá trời kìa. Nó làm clip lên, làm clip. Tôi có mớ, tôi có mớm cái mẹ cái cho tôi mắc mớ gì. Trời ơi, con Dương nó mớm, con Dương nó môi chề. Tôi mớm là kẻ tôi. Tôi đâu có muốn tôi mớm, cha mẹ sinh tôi ra tôi mớm, kẻ tôi nó cũng lôi tôi ra được nữa anh chị. À, con Dương môi chề, à, con Dương môi mớm, à, nó thế này, nó thế kia. Rồi tên của tôi là Thùy Dương, nó kêu tôi tên Viêm Dương luôn anh chị. Nó kêu Dương bằng Diêm Dương luôn anh chị, xuống không? Kệ tôi. Làm gì vậy? Trời đất ơi, sợ lắm. Cộng sản Việt Nam giờ nó sợ Dương dữ lắm anh chị. Nó sợ lắm. Nó sợ kinh khủng lắm, nó cho người vô dữ lắm. Nó bây giờ nó không có làm cho mình cảm thấy mình nhục chí được, nó không làm cho mình cảm thấy mình nản, mình bỏ cuộc được, bắt đầu vô. À, con này môi trề, con này môi mớm. Mớm kệ bà nội tôi, mớm ăn hết của con nội mấy người hay gì, mấy người nói tôi môi trề môi mớm kệ tôi. Muốn mớm giống như tôi không có được đâu à nha. Trời ơi, muốn mớm duyên giống như tôi không có được đâu rồi nha. Chứ không phải ai cũng mớm được đâu nghe chưa. Nghe không, già mớm dễ thương. Nhìn mấy bà già mớm dễ thương lắm à. Kệ nó đi chị, tụi nó bị điên mà. Bao nhiêu người nghe tôi, người ta thấy tôi mớm vậy đó mà người ta có người vô ngồi nghe, phải không? Còn đảng Cộng sản Việt Nam nó không có mớm đâu. Nó hô không à, nó cạp riết cái mỏ nó nhọn quắc luôn, phải không? Cái mỏ mớm này mà nó không có cạp cây, nó không có cạp biển, nó không cạp đất. Còn cái mỏ Cộng sản nó không có mớm, nó hô dữ lắm, nó cạp quá mà nó nhọn vậy nè. Nó nhọn đi rồi mai mốt nhà của mấy thằng khủng bố mạng mà đang binh cho đảng như vậy nè. Nó vô nó cạp không còn một cái gì luôn á, không? Tôi mớm kệ tôi. Anh Eric nói gì đây? Môi trì bây giờ người ta bỏ tiền ra để làm. Đừng có ghẹo tôi. Trời, muốn mớm không được cái dơ. Trời, con nó môi trề, con nó môi mớm. Mớm mà cũng có người nghe nữa. Đúng rồi chị, em cũng mớm giống chị này. Ai mắc cỡ, ai cảm thấy ngại vì mớm, chứ tôi không có mớm. Tôi mớm nhưng mà tôi không có nói xạo. Tôi mớm mà tôi không có bẻ cong lịch sử. Tôi mớm mà tôi không có nói dối. Tôi mớm mà tôi không có tuyên truyền là Tổng thống đệ nhất Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm là một cái kẻ bán nước hại dân. Không phải, không? Ngô Đình Diệm á, ta nói có nhiều người ta nói hả, mệt quá trời luôn chị. Trong khi năm 1954 á, là Ngô Đình Diệm á, Tổng thống đệ nhất Ngô Đình Diệm đã giúp cho người Bắc gần 1 triệu người đi di dân trong Nam rồi. Mà vẫn còn nói, tại vì cái thể chế của ông Ngô Đình Diệm độc tài gia đình trị cho nên hả, ổng mới bị giết hay cho nên ông mới bị đảo chánh. Ôi ơi, Tổng thống đệ nhất Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm mà ổng độc tài, ổng đâu có giúp cho 1 triệu người Bắc vào cái thời gian năm 1954 đi vô trong Nam đâu. Các bà
bạn nhìn, các bạn muốn nói Ngô Đình Diệm xấu thì các bạn cũng phải coi những việc ông ta làm chứ. Trời đất ơi, cái đồng tiền của Ngô Đình Diệm, anh chị biết cái thời của ổng á, khi mà đi mua ổ bánh mì á, là người ta cầm tờ giấy 20 đồng, anh chị cầm tờ giấy 20 đồng, cái đi ra tiệm bánh mì, cái người ta mua ổ bánh mì, cái bà bán bánh mì á, anh chị đâu có tiền thối đâu, cái bà xét cái rẹt, bà xé tờ tiền làm đôi luôn anh chị. Bà xé tờ tiền làm đôi luôn á, vậy mà cái tờ một phân nửa tiền kia vẫn có giá trị, đi tới chỗ kia đi mua người ta vẫn nhận cái tờ tiền đó. Anh chị thấy tiền của thời Ngô Đình Diệm nó giá trị không? Cho nên có nhiều người bạn trẻ nói trời ơi, tại vì ổng độc tài, ổng đàn áp tôn giáo, ổng đàn áp Phật giáo, cho nên có mấy trăm ngàn người Phật giáo xuống đường biểu tình, rồi Thích Quảng Đức tự thiêu. Thích Quảng Đức nào tự thiêu? Có ai thấy ông Thích Quảng Đức tự thiêu không? Có hai người, cho nên Dương nói hoài hả? Có nhiều người nói Ngô Đình Diệm là này nó nọ, nếu mà Ngô Đình Diệm không tốt thì tại sao ổng giúp cho 1 triệu người hơn ngoài miền Bắc đi di dân vô trong miền Nam sống một cái đời sống.